Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 ship nữa coi nhé. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con máy đuổi chuột thông minh nhé. Con này thì nó sẽ là sóng từ xung khắc nhé. Đấy thì cái sóng từ này thì nó xung khắc đối với chuột này và các loại côn trùng như là kiến gián thì đều chuột kiến gián và ruồi muỗi thì đều nó đều bị xung khắc bởi cái sóng từ này và nó sẽ bỏ đi nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Giá chỉ có 35k thôi. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn và cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây là cái video thực tế các bác này. Và côn trùng thông minh tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin chào. Đó thì giá sẽ là 35k nhé. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia khóa chữ U nhé. Giá thì sẽ là 85.000 cho một con khóa chữ U như này. Con này thì mật khẩu để mặc định của nó sẽ là dãy số 0 như này nhá. Các bác chỉ cần để dãy số 0 này là mở được thôi. Đấy thì các bác muốn cài mật khẩu khác thì các bác để ý cho em hai cái vạch trắng này. Các bác xoay đi cho em này. Sau đó thì ví dụ đẩy mật khẩu là dãy số 9 này hoặc các bác để 1 2 3 4 tùy theo các bác. Sau đó thì các bác xoay cái vạch này lại thì mật khẩu mới của em bây giờ nó sẽ là dãy số 9 nhá. Đấy, dãy số 9 như này. Chỉ cần đảo đi một số là không mở được rồi. Cho về dãy số 9 là mở bình thường. Còn mật khẩu thì bên em luôn để mặc định là dãy số 0 thì bây giờ hai cái vạch trắng này các bác chỉ cần xoay cái này đi. Sau đó thì các bác để về dãy số 0 xoay trở lại thì mật khẩu bây giờ lại là dãy số 0 nhá. Đó. Lên cho em là khóa chữ U. Giá sẽ là 85.000 cho một con khóa chữ U như này nhá. 85k. Chất liệu của nó thì bằng thép cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn. Các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa rất là tiện ích. Đấy, hoặc khóa xe, khóa cộ cũng được, không cần phải chia. Mất công nhá. Lên cho em là khóa chữ U này. Đó. Khóa chữ U nhá. Khóa chữ U giá sẽ là 85k nhá. 85.000 cho một cái khóa chữ U như này rất tiện ích luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái chai sơn inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sơn bằng inox thì các bác có thể dùng để mình xịt trên các cái bề mặt như là sắt thép này hoặc là các cái bề mặt mà nó hay bị rỉ sét thì các bác xịt vào cho em. Đây, đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox như này. Đấy, xịt vào thì nó sẽ sáng bóng như này nhá, sáng bóng như này. Đó, và nó sẽ phủ trên các cái bề mặt bị rỉ sét thì nó giúp cho các cái bề mặt này nó sẽ bảo vệ rất là tốt luôn. Nó bằng inox 36 các bác này. Đấy, inox 38 như này nhá. Inox 38. Một lọ này dung tích của nó sẽ là 350ml các bác nhá. 350ml. Giá sẽ là 80k. Lên cho em là sơn inox nhá. Giá của nó sẽ là 80k trong cái bình sơn inox như này. 80.000 trong cái bình sơn inox như này các bác nhá. Tiếp theo thì hai bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa của Đức nhá. Có lên cho em là khóa Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Khóa đồng Đức con này thì các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng rất là ok. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đấy, made in Germany các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Một con khóa đúc đồng của Đức như này. Đấy, hàng rất chất lượng các bác nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150k nhá. 150k cho con khóa đồng của Đức như này. À, nó sẽ có cho các bác là 4 chìa luôn, 4 chìa. Và ưu điểm của dòng này của nó sẽ là một cái dòng khóa mà chìa tròn, cho nên là làm giả chìa thì rất là khó và chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ ôm hai bên như này thì khi các bác khóa vào là cái kìm cắt của nó không thể đưa vào mà cắt được các bác nhá. Thì nó rất là tiện ích. Khóa thì cực kỳ bền đẹp và chắc chắn và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 150k thôi, 150.000 cho một cái khóa đồng của Đức như này. Đấy. Lên cho em là khóa đồng Đức nhá. Giá nó sẽ là 150k. Lên cho em là khóa Đức này. Đấy, khóa Đức giá sẽ là 150.000. Đó. Lên cho em là khóa Đức nhá. Khóa Đức giá sẽ là 150k. Đó, 150k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy thì nó sẽ là một cái hũ như này.
dung tích của nó thì vào khoảng là 200ml kem nhé, 200ml. Và về nhà thì lọ bằng thủy tinh đấy, và nó sẽ có một cái thìa như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp cái thìa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đó, nó rất là tiện ích luôn, rất tiện ích như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn này. Đấy, giá rất là tốt như này. Đấy, các bác lên mã cái nắp rất là đẹp như này. Đấy, và giá thì rất là tốt nhá. Chỉ có 15k trong cái hũ gia vị như này thôi, rất tiện ích. Ưu điểm của con này thì các bác sử dụng thì chỉ cần xúc cái này là mình sử dụng thôi, không cần phải xoáy nắp, xoáy gen cầu kỳ. Đấy, nhưng mà nó vẫn khít và rất là ngon lành cho các bác luôn. 15k trong cái hũ gia vị như này. Đấy, các bác có thể dùng để mừng đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái dòng gia vị khác đều ok hết nhá. Bằng thủy tinh cực kỳ là an toàn luôn. Lên cho em là hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Hũ gia vị giá sẽ là 15k nhá. 15k trong cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Đây nó sẽ là một cái vòi có màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh như này. Và nó chia ra làm hai đường nước các nhá, chia ra làm hai đường nước. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa là lấy nước lắp một vòi vào đây. Lắp vòi vào đây để các bác xả lấy nước để mình tưới cây này. Còn cái vòi này các bác xả để rửa trực tiếp luôn, là nó sẽ có hai vòi ra như này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng này, hai đầu xả nước này. Đấy, hai đầu xả nước, một đầu xả để rửa và một đầu để các bác kết nối dây vào đây. Đó, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái vòi tưới cây vòng màu cam màu xanh như này. Đấy, lên thì em là vòi cam xanh nhá. Giá của nó chỉ có 50 cành thôi. 50 cành trong cái vòi cam xanh như này. Rất tiện ích luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh này. Vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cái vòi cam xanh. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay lao động nhá. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là phổ thông luôn. Lên cho em là găng tay lao động. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái hạt màu trắng này là các cái hạt cao su non, để khi các bác làm nghề các bác cầm nắm đồ đạc nó không bị trơn trượt này, nó rất là tiện ích này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là dệt 4D cho nên là nó rất là ôm tay nhá, co giãn 4 chiều này, ôm tay, dùng nó rất là thích luôn, như thật luôn. Đó. Và bên shop sẽ bán theo combo nhá, còn bán theo combo. Đây, em cầm bút viết thoải mái con này, cầm bút viết thoải mái luôn, rất là ngon luôn. 5 đôi thì sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, 5 đôi là 40.000, còn một bịch này của nó là 12 đôi thì giá sẽ là 70k nhá. 12 đôi 70.000, 5 đôi là 40.000. Đấy. Thì các bác mua 5 đôi, mua lẻ 5 đôi thì sẽ là 40.000 cho 5 đôi. Đó, và mua cả bịch này thì bên shop bán cho các bác với giá đó là một bịch này của nó sẽ là 12 đôi và giá sẽ là 70.000. 70.000 cho 12 đôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hút bụi ống nhá. Coi lên cho em là hút bụi ống. Hút bụi thì bên shop rất là nhiều loại cho nên các bác lên đúng tên đúng mã cho em. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn con này. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để mình hút ở dưới ở trên ô tô này hoặc trên nhà, nói chung là đa di năng luôn đây. Đấy, một cái điện thoại hai lạng như này mà nó còn hút được này các bác này. Đấy. Điện thoại hai lạng này nó còn hút được thì tức là những cái khác là nó hút rất là ok luôn các bác nhá. Đó, coi theo. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vòi kết nối này, các cái đầu vòi kết nối như này. Đó, để các bác có thể kết nối để mình hút này. Đấy, hoặc là có cái đầu bàn chải rồi các cái phần ống dài ra đây. Đấy. Thì các bác muốn sử dụng nào tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhé. Đấy. Giá thì sẽ là 260.000 nhé. 260.000 cho một cái con hút bụi ống như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là hút bụi ống nhá. Đó. Hút bụi ống này. Hút bụi. Nó có cái ống dài cho nên lên em là hút bụi ống này. Giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Con này chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Cực kỳ là khỏe và chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác nhá. Lọc rác Thiên Nga. Đó, giá thì chỉ có 25k cho con lọc rác Thiên Nga như này thôi. Hình của Thiên Nga rất là đẹp này. Giá sẽ là 25k nhé, 25.000 cái lọc rác Thiên Nga như này. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho bác luôn. Cái này thì về nhà các bác quặc vào cái chậu rửa này, quặc vào cái chậu rửa này. Rác rồi đồ ăn cơm cặn thừa thì các bác chỉ cần đổ vào đây, sau đó thì mình vỗ luôn vào cái rổ và cái thùng rác nhà mình là xong. Đây nha các bác, chỉ cần quặc vào cái ấy này cho em này. Đấy. Quặc vào cái vòi chậu rửa như này. Sau đó thì đồ ăn cơm cặn thừa các thứ mình cho hết vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Đồ ăn cặn bã thừa rồi sau đó thì mình lại để treo các cái đồ thường lên luôn, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là đi đấy, cơm thừa này. Đấy các bác thấy không? Đấy. Bình thường nếu các bác đổ vào chậu này thì nó lại bị tắc, mình lại phải mất công múc lên, nó rất là mất công nhá. Cho quặc vào đây, sau đó thì mình đổ hết vào đây. Sau đó thì mình vỗ đi là xong nhá. Đó.
rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 25k cho cái lọc rác thiên nga này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá, một con ấm pha trà bằng inox 316 này, inox 316 các nhá. Đấy, nó sẽ là inox 316 như này. Đây, su 316 các này. Đấy, su 316 nhá, dung tích 1 lít nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê rồi pha các loại nước uống vào đây, cho vào đây nhá, cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt hoặc nước uống vào đây. Mình sử dụng nó rất là tiện ích. Các bác có thể cho vào trong cái lưới lọc này, hoặc là ví dụ các bác không cho lưới lọc thì các bác cho trực tiếp vào đây thì khi các bác rót thì nó cũng sẽ đọng lại thôi. Đó, và nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Và khi rót thì mình nhấp cái này cho em này, nhấp cái này để mình đổ ra, nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít, chiều cao là 65 nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 14 x 14 x 18 này. Đấy. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà, giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi. Ấm pha trà này, giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cho cái ấm pha trà như này. Siêu tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy.
Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì biết cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn các bác thấy không? Đó. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bạn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Rất là hoan hỉ các bác nhá. Đó. Giá cả hợp lý và bán cho các bác cũng chương trình rất là tốt luôn. Chỉ có từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy xay khô nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng máy cực kỳ là hiện đại luôn. Đó, các bác có thể dùng để xay ngũ cốc này, xay các loại hạt, xay cà phê, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và con này các bác chỉ dùng khô được thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đó, đây cái hàng sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, sử dụng điện 220V thì công suất của nó là 250W, dòng 50Hz, các bác có thể dùng để xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô, giá sẽ là 120.000. Máy xay khô này. Giá sẽ là 120k một chiếc nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì con này thì cái công tắc đóng ngắt nó sẽ ở đây này. Đấy, các bác đậy nắp vào, sau đó thì mình nhấp vào đây là máy sẽ chạy này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này. Đấy, American. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ly như này, một cái ly như này. Bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện này, bên trong inox 304. Dung tích của nó sẽ là 600ml. Một ngày các bác cứ uống cho em khoảng từ 3 đến 4 ly này là xong. Đây, 600ml các bác này. Một ngày thì các bác cứ uống cho em khoảng 3 đến 4 ly này là ok. Ở đây thì nó sẽ có nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng và có nắp đậy như này. Các bác có thể mang đi học, đi làm cũng đều ok hết. Hoặc nếu bình thường, nếu các bác không muốn dùng cái phần nắp này thì các bác mở ra, mình làm một cái cốc uống trực tiếp như này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút bằng inox rất là vệ sinh, sạch sẽ nhé. Đấy, lên cho em là ly giữ nhiệt, giá sẽ là 70 à? Con lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Ly giữ nhiệt, giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một cái ly giữ nhiệt như này. 70.000 cho một cái ly giữ nhiệt như này các bác nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Một con ly giữ nhiệt đẹp, chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Tiếp theo thì bên shop lên cho các bác cái bảng tự xóa nhá. Có lên theo là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một cái bảng như này. Đấy, và kèm cho các bác một cái bút như này luôn, một cái bút như này. Đó, về nhà thì các bác mở cho em cái phần khóa bên này ra. Đây nó sẽ có cái lẫy khóa, các bác mở cái khóa này ra cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể tha hồ viết lách cho trẻ em, viết lách tô vẽ đầy đủ các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, không dùng nữa thì mình lại ấn cái nút xóa này, nó sẽ xóa đi này. Các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá, shop Phạm Huấn là hàng Nhật bãi này. Đó. Cái này thì các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k cho một con bảng tô như này thôi.
50.000 trong con bảng tô như này, rất tiện luôn. Đó, các bác có thể sử dụng để mình cho các em nó tô vẽ này, hoặc các bác làm bên kỹ sư này, bên thiết kế này, để các bác có thể là và vạch các cái ý tưởng ở đây, sau đó thì mình không dùng nữa mình lại xóa đi, nó cũng rất là tiện ích. Lên mã giúp cho em là bảng tô nhá, giá sẽ là 50k cho cái bảng tô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Đấy, nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này. Lên mã cho em là ấm mặt trời, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay gắp như này này, đấy, một cái hũ đựng trà này, một hũ đựng trà như này nhá. Tiếp theo là một cái chuyên này, con chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này nhá, không quá to không quá nhỏ, các bác pha trà thì từ 3-5 người uống cũng ok. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này, 6 cái chén nhá. Đất thì nó sẽ là dòng đất nung của Nhật nhá. Đấy, một cái khay như này, một khay bằng nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng tre này. Đấy, khay bằng tre này để các bác úp cốc úp chén lên này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và một cái hũ pha chè như này, kèm một cái khay gắp như này. Đó, chọn bộ sản phẩm như này. Bao gồm cho các bác là 6 chén này, một hũ đựng chè này. Hũ này các bác pha vào cái chuyên này thì được khoảng 4-5 chuyên nhá. Đó. Thì các bác hết các bác lại cho vào cho em. Và thêm cho các bác là một cái khăn như này nữa, một khăn lau như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Và đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá của nó sẽ là 140.000, ấm mặt trời này, đó. Lên cho em là ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có hơn 100 cành cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Rất là đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, có sẵn pin bên trong rồi. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, có kèm cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm sạc vào. Và có một cái hộp bút đây, có hộp bút thì về nhà các bác đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em. Đấy, hộp bút này thì nó vừa đặt vào đây, nó vừa là giữ cho cái này nó vừa chắc chắn này, và nó cũng là để các bác đựng bút sách luôn. Đấy, cho bút vào đây cho em, rất là tiện này. Bật lên này các bác này. Đấy. Có cái công tắc ở đằng sau đây. Đấy, các bác chỉ cần là nhấn lên này cho em là xong. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận nhá. Con này nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin cho em nhá. Đấy, sạc pin cho em là ok thôi. Đó, con này nó để lâu nó hết pin các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin cho em. Đó, thì combo sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả cáp sạc luôn. Đây, để em thử con khác xem. Cả đèn cả cáp sạc luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành cho một cái đèn này thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Cái này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó sẽ hết pin, thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây các bác này. Đấy, cũng khá là sáng luôn. Có ánh sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đó. Đây. Đấy, sáng mạnh, sáng yếu đầy đủ cho các bác luôn. Và nó có nút cảm biến đây, các bác chỉ cần chạm tay này nó sẽ lên này. Đấy, rất là hiện đại và tiện ích nhá. Đấy. Thì con này công suất của nó là 10W nhá. Công suất của nó là 10W và giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, con này công suất là 10W. Các bác có thể dùng để làm đèn học này, đèn ngủ này. Đấy, hoặc là decor trang trí cũng rất là ok, nói chung là cho vào đâu cũng được, cũng rất là hợp lý thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là, cho con này ra cắm sạc. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn học nhá, đèn học này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy, 100.000 thôi. Công suất của nó là đây. Đấy. 10W này, sử dụng điện của nó là cắm sạc nhá, cắm sạc rất là ok luôn. Giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một con dòng dao thái như này, và nó sẽ có cho các bác là một cái lỗ đây các bác này. Đấy, lỗ này để các bác treo. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy, giá của nó sẽ là 120. Con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? Đây, dao thì rất là bén luôn con này. Đấy, dao rất là bén luôn con nhá. Đấy, con này thì con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? 125.000 thôi nhá, 125.000. Dao thì siêu bén luôn các bạn. Đây, rất bén luôn con này. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn. Hàng của Nhật đây, made in Japan các bác nhá. Đó. Con này thì các bác dùng thái và băm nhẹ, băm thịt, băm thiếc, băm thịt nạc, băm nhẹ rất là ok. Đó, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cán liền thân như này. Dao thì phải nói là rất là bén rồi con này. Đấy, rất là bén rồi. Đó, giá sẽ là 125k cho con dao thái lỗ như này. Đấy, lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ, giá sẽ là 125.000. Đấy, dao thái lỗ này. Dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. 125k cho con dao thái lỗ như này. Con này thì khá là vừa xinh và tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là mini nhá. Bàn là mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này.
Đây nó sẽ là con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Đấy con này thì có điều chỉnh tăng giảm áp này. Đấy và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi như này. Một cái tay cầm thì nó để đựng nước vào đây luôn. Các bác cho nước vào đây chưa? Đấy. Cái đầu này để các bác tháo ra này, cho nước vào đây chưa? Cho nước vào đây là mình sử dụng thôi. Đó và khi sử dụng thì các bác nhấp cái lẫy này là nước nó sẽ xịt ra đây này. Đấy. Mâm của nó là mâm gang khá dày dẫn luôn và độ nóng rất là nhanh và có điều chỉnh luôn và có thể cho xuống như này. Cho xuống như này thì các bác có thể gấp gọn để mình mang đi du lịch, đi công tác cũng rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là mini này. Bàn là hơi nước nhá, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái cặp lồng tròn nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cặp lồng tròn. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một con cặp lồng như này và có 2 tầng nhá, có 2 tầng. Đấy, thì mỗi tầng của nó sẽ là một cái bát luôn, một cái bát như này. Đấy, khi tháo rời ra nó sẽ là một cái bát như này. Nó sẽ là bằng một con bát inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok, hoặc mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, khi các bác cho vào thì mình chỉ cần trồng cái này, sau đó thì sập lẫy vào cho em là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và trên này thì nó có rong luôn nhé. Các bác có thể đựng canh, đựng riêu thoải mái. Đấy, bên dưới thì mình đựng cơm, đựng thực phẩm, thức ăn. Bên trên thì mình đựng canh. Và đây nó sẽ có cái nắp để mình xả hơi này. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Cặp lồng tròn. Đấy, cặp lồng tròn giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45k cái cặp lồng tròn như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình mang cơm đi học, đi chơi, đi làm, hoặc là các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Để bỏ tủ lạnh mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, hàng bằng inox 304. Giá thì chỉ có 45k cái cặp lồng tròn như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình tưới cây nhá. Bình tưới cây thì các bác lên xem là hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây thì nó sẽ làm con hồ lô như này. Các bác dùng để mình tưới cây. Thì bên em còn một ít cái dòng của Việt Nam, Hàn Quốc nữa. Dòng Việt Nam, Hàn Quốc này thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 80.000 thôi. 80.000 cho con Việt Nam, Hàn Quốc như này. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đấy, con hàng của Nhật này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hai hàng thì đều như nhau nhưng một hàng là liên danh. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên danh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 80.000. Bán thanh lý nốt cho các bác xả lỗ luôn. Còn con này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, tất cả đều là có điều chỉnh full này, rồi có cả van xả hơi này, van xả hơi rồi có lẫy khóa này. Đấy, nói chung là rất là ngon lành luôn. Lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. Cái con của Việt Nam này thì thanh lý nốt cho bác giá 80k một chiếc. Còn con của Hàn Quốc này thì bên shop cũng vẫn đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hồ lô tưới cây. Đó, hồ lô tưới cây. Lên cho em là hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Đấy, con của Nhật là 120k nhá. Còn con của Hàn Quốc là thanh lý nốt cho bác với giá là 80.000. Đó. Thì em chỉ còn 3-4 con của Việt Nam này thôi, thanh lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, nó sẽ là một con tô vít đen như này. Đấy, và kèm cho các bác là một con tô vít này và 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. 6 cây vít 12 đầu khác nhau. Các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Đấy. Thì các bác dùng để xoáy này. Xoáy trợ lực rất là tốt luôn. Đó, xoáy thì trợ lực rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực. Một con tô vít đen trợ lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy, thì các bác sẽ có cho các bác là 12 đầu vít nhá. 6 cây. 6 cây nhưng mà mỗi cây nó là một đầu, cho nên là các bác có hẳn là 12 đầu vít nhá. 12 đầu vít kèm thêm cho các bác là các cái đầu để các bác xoáy các cái chi tiết khó cũng rất là ok luôn. Đấy, 12 đầu vít như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán qua nhá. Đấy.
dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các bác nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đấy. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em, sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi, cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Đó. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em một cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá.
Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại để giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 20.000 để ship nữa là hoan hỉ cho các bác nhá. Lại cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhầm các bác nhá. Đó. Dưới 200 thì lưu ý cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 190.000 một chiếc. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai tông màu là màu đen và màu nâu nhá. Màu đen, màu nâu. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Và của nó là da bò tự nhiên cho nên là độ dài nó sẽ không như nhau đâu. Nó sẽ khác nhau đấy các bác nhá. Đó, đây. Hàng made in USA không này, made in USA, hàng của Mỹ. Hàng này thì em bao cho các bác về, các bác cứ dùng gọi là các bác cứ dùng máy lửa các bác đốt thoải mái cho em, test đốt thoải mái cho em nhé. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhé. Đấy, mặt của nó thì là hàng đúc liền như này, mặt tráng gương, hàng đúc liền cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Hàng mặt tráng gương đúc liền như này rất đẹp các bác đó. Và sử dụng của nó sẽ là sử dụng hình thức là con lăn nhá. Con lăn thì các bác dùng nó rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần lăn vào là nó sẽ khít này, lăn vào nó sẽ khít như này. Đấy, đây, made in USA nhá, made in USA, hàng của Mỹ. Cầm cho anh cái ví đây nào, đó, made in USA, hàng của Mỹ. Cầm anh cái ví đây, giá sẽ là 180.000 nhá, 190.000 một chiếc như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ, hàng chuẩn da bò xịn 100% luôn. Con này các bác có thể dùng đốt thoải mái luôn nhá. Bao cho các bác về, các bác test bật máy lửa đốt thoải mái cho em. Hàng cực kỳ ok cho các bác luôn. Đấy, 190.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò Mỹ này, thắt lưng da bò Mỹ, giá sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, màu đen màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, ví da bò, hàng cũng rất là đẹp cho các bác luôn đó. Và nó cũng có cho các bác là hai màu, một màu đen và màu nâu như này. Đấy, cũng đều là hàng của Mỹ đây, made in USA này. Đó, hàng của Mỹ. Hàng này thì các bác biết rồi. Đấy, rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn, chất da của nó khỏi bàn luôn. Đấy, về nhà các bác test thoải mái luôn, cào cấu rồi nói chung là đốt điếc thoải mái cho em. Đó. Nó sẽ bao gồm là một ngăn thường và một ngăn khóa này, hai ngăn thường, một ngăn khóa và rất là nhiều các cái ngăn khác để các bác có thể để giấy tờ. Đấy, rất là ok luôn. Để thẻ, để giấy tờ rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò này. Ví da bò giá sẽ là 120.000 nhá. Nếu các bác nào lấy combo cả ví thì sẽ là 300.000 bao ship, các bác bớt được 10.000 và bao ship. Combo ví cộng với lại thắt lưng giá sẽ là 300.000 và bao ship. Còn mua lẻ thì thắt lưng sẽ là 190 và ví sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái túi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu túi vuông hai màu, một màu là một màu xanh và màu nâu như này, màu xanh và màu nâu nhá, màu nâu xám như này. Đó, đây là màu xanh này các bác này. Đấy, màu xanh. Con này thì cũng là 100% là da bò tự nhiên và hàng của nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, có quai đeo cho các bác đàng hoàng, quai đeo nhá. Tất cả các cái phần tai này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết. Nói chung là con này các bác dùng thì miễn chê rồi. Độ đẹp nhất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Kể cả những cái quai này của nó cũng đều máy bằng da hết nhá. Quai này cũng đều máy bằng da hết này. Đấy, chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, đây. Đấy, da bò cắt tự nhiên các bác này. Đấy. Có những cái phần nó hơi bị khuyết nhẹ này, các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Hàng da tự nhiên thì các bác phải thông cảm đây. Đấy, chất liệu của nó là 100% là sợi da bò tự nhiên rất là đẹp như này. Đó, và đây thì ngăn to bên trong của nó sẽ có là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Một ngăn thường, ngăn khóa. Bên ngoài thì mặt đằng trước này là hai ngăn này, đằng sau này một ngăn phụ nữa này. Đó, và khi các bác giở ra thì nó cũng khá là rộng luôn. Bản của nó thì phình hết ra nó vào khoảng là 10 phân, rất là rộng. Chiều rộng là 20 và chiều cao này là 25 nhá. Có quai đeo như này các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi làm, mình đựng đồ đựng đoàn rất là ok. Con này các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, lên cho em là túi vuông này. Đó, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, túi vuông da bò. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn, test tiếc đốt thoải mái chứ em, khỏi phải bàn. Đấy, cứ bật lửa lên đốt thoải mái, tránh đốt vào các phần khóa này và các cái phần chỉ may được, còn lại các bác cứ đốt trực tiếp lên phần da này cho em. Đấy, bao đốt thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh này. Thôi này,
Đấy, lên trên là ví xanh thì đây nó sẽ là một con ví như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác có thể mình sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Đấy thì các bác có thể dùng để cắt móng tay móng chân, tỉa móng tay móng chân, nặn mụn tẩy da chết rồi, nói chung là nạo móng chân. Đấy, đây combo cho các bác cả một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, một cái bấm trẻ em, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe này, bấm lạch này để bấm khóe này, rồi một cái bấm to này kéo cắt tỉa lông mũi này, nặn mụn tẩy da chết các kiểu con là điểu luôn. Giá sẽ là 100k cho cái ví xanh như này, 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k đó. Các bác lên cho em là ví xanh này, ví xanh giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thước móc khóa nhá. Đấy, một cái thước rút như này và các bác dùng để mình treo vào móc khóa. Chiều dài của nó là 2m, bản của nó sẽ là 60 ly nhá. Đấy, bản của nó sẽ là 6 ly. Đấy, chiều rộng của nó 6 ly. Nó sẽ là một cái dòng thước có thể quấn tròn vào được như này các bác này. Đấy, và bỏ ra nó sẽ rút vào luôn. Thì các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa, rất là đẹp và tiện ích. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, 2m nhân với 60 ly nhá, hàng của Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình treo móc khóa để mình trang trí này, để co này, hoặc là bác nào chuyên làm thợ làm nghề mà cần phải đo nhanh, thao tác nhanh, có thước đây rút ra luôn, kiểm tra luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thước móc khóa, giá thì chỉ có 50k thôi, 50k nhá. Lên cho em đó là thước móc khóa này. Đó. Thước móc khóa. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho thước móc khóa như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 24, kéo tỉa 24 hoặc tỉa 25 cũng vậy thôi. Đấy, có lô thì nó về 24 cm, có lô thì 25 cm. Hàng made in Japan nhá, made in Japan như này. Đó, đây. Kéo tỉa 24 nhá, made in Japan như này. Giá thì chỉ có 60 cành cho một con kéo tỉa này thôi. 60k một chiếc nhá, 60k một chiếc như này. Con này các bác có thể dùng tỉa cây, cắt cành, tỉa dăm rất là ok nhá. Lên cho em là kéo tỉa 24, giá sẽ là 60 cành. Đó. Kéo tỉa 24 này, đó. Kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Quá rẻ luôn các bác. Chỉ có 60.000 cho một con kéo như này. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan, hàng của Nhật này. Cán của nó là bằng thép này. Đấy, lò xo chữ V kép luôn, lò xo kép này. Dùng rất là ngon, bác nào làm thợ cây cảnh, dùng để tỉa cây, tỉa cành con này thì rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Tiếp theo thì em cũng về cho các bác ngoài dòng kìm chết của Mỹ này. Hàng có thương hiệu Corotman của Mỹ nhá. Hàng này thì hàng bãi chưa qua sử dụng. Đấy, bên em thanh lý được trong cái hệ thống siêu thị. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Hàng thương hiệu Corotman của Mỹ này. Đấy, Corotman USA nhá, hàng của Mỹ. Đấy, đây. Dùng để các bác dùng để kẹp các thứ rất là ok luôn, làm thợ làm nghề con này. Chất thép của nó là thép CRV này, thép CRV cao cấp luôn các nhá, thép CRV cao cấp. Hàng cực chất cho các bác luôn. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Giá rất rẻ các bạn. Đó. Kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100k nhá, 100k. Hàng của thương hiệu Corotman của Mỹ này. Corotman, đó, Corotman của Mỹ. Đấy, con này các bác dùng để kìm kẹp các thứ rất là ok luôn. Đấy, tay riếc của nó đây, rất là ngon lành. Giá chỉ 100k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là túi nam. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con túi nam như này. Con này các bác dùng để mình gọi là đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều được. Hàng thì nó sẽ là hàng quân đội của Nhật nhá, hàng chống nước cho các bác luôn. Hàng chống nước nhá. Đấy, đằng trước này cũng có hai ngăn này, một ngăn nhỏ, một ngăn nhỡ này. Đấy, đằng sau này một ngăn này, nó cũng giống như con túi vuông kia. Đấy, và con này kích thước của nó cũng là 20-25 giống y như con kia. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này. Đó. Con này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một con túi nam như này. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng và dòng túi chống nước nhá. Và con này thì cái độ mở của nó là cũng vào khoảng 10 cm nhá. Độ mở của nó lên như này. Thì các bác có thể để máy tính bảng, iPad, iPad, nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và chất lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một con túi nam như này thôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật nhá. Hàng quân đội của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì thực sự là gửi tới các bác cái giá này cũng rất là tốt rồi. Các bác cũng không đi đâu mua được một con túi chất lượng như này mà giá chỉ có 110.000 thôi. Con này nếu các bác mua ở trong các cái hệ thống siêu thị hoặc là mua bên ngoài nó phải tầm khoảng 250 nhá. Lên cho em là túi nam này. Đấy, túi nam. Giá sẽ là 110k một chiếc nhá, 110.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân này. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng nhá. Đấy, 50 miếng như này. Thì các bác về các bác dùng để mình dán thải độc chân rất là tốt luôn.
Đấy, miếng dán của nó thì sẽ là bằng ngải cứu và rất là nhiều các vị thuốc khác nhau nữa, giúp cho các bác thải độc gan bàn chân, giúp giảm đau nhức nhá. Và một hộp này của nó là 50 miếng. Lên cho em là thải độc chân, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Thải độc chân này, thải độc chân giá sẽ là 40k một hộp như này nhá. 40.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 50 miếng. Các bác về các bác dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đó, cực kỳ tiện ích luôn. Lên cho em là thải độc chân, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chảo rang nhá. Thì có hai mẫu đây. Con này thì các bác lên cho em là chảo 13, đường kính của nó là 13 cm. Thì các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là chảo 13 nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó, chảo 13 này. Chảo 13, giá của nó, đường kính của nó là 13 cm luôn, cho nên lên là chảo 13, giá sẽ là 80k. Đấy, con này bằng rang thì các bác có thể dùng để mình nướng thịt này, hoặc là các bác có thể dùng để chiên rán hoặc nướng đồ ăn đều được hết. Đấy, thì nó bằng gang, nó rất là dày luôn. Đó. Và đường kính của nó là 13 cm nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu to đây. Cái mẫu to này thì cái đường kính của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Mẫu này là 26 cm nhá. Mẫu này là 26 cm. Đây, hàng của nội địa của Nhật này, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, có quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em này. Sau đó thì mình lắp cái này vào và mình xoáy cái quai này vào cho em là xong. Đó. Cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, xoáy cái quai này vào đây. Cái quai này của nó thì nó sẽ là bằng gỗ và chống nóng rất là tốt nhá. Quai kiếc rất là ngon lành cho bác luôn này. Đấy, con này thì nó vào nặng khoảng 1 cân mấy đấy, khoảng 1 cân mấy các bác nhá. Đường kính của nó là 26 cm. Thì các bác lên cho em là chảo gang 26 nhá. Chảo gang 26 giá sẽ là 170.000. Đó, lên cho em là chảo gang 26 này. Chảo gang 26 nhá, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con chảo gang 26 như này. Nguyên chiều dày của nó thì vào khoảng là 4 đến 5 ly nhá, dày nửa phân các bạn, rất là dày luôn. Cân nặng của nó thì khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6 nhá, nặng khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 cho một con chảo gang như này thôi. Đường kính của nó sẽ là 26 cm. Thì con này các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết này, ăn bò bít tết này, hoặc là các bác có thể dùng để mình rang cơm, hoặc là dùng để chiên xào nấu đều đồ ok hết nhá. Đó, để các bác dùng ăn những cái đồ chiên đồ nhức ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái sen cao su nhá. Đấy, nó sẽ là một con vòi sen như này, một con vòi sen như này, và có kèm thêm cho các bác là cả dây luôn. Đây. Đấy, cả dây, cả đầu vòi xịt như này nhá. Cả dây, cả đầu vòi xịt như này, các bác về các bác lắp vào cho em này. Đấy. Cả dây đầu vòi xịt như này các bác này. Đấy. Và một cái đầu sen giúp cho các bác khi tắm thì nó massage rất là tốt này, có tăng giảm áp lực nước này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm này. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này bao gồm cho các bác là cả sen này. Đấy, có điều chỉnh các cái chế độ đây này. Đấy, và có cho các bác là tăng áp này, rồi để dùng để massage lúc mình tắm rất là tốt luôn, kỳ cọ massage luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, sen cao su. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá siêu tốt luôn. Trước em đang bán là 140.000 đấy, đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, giá chỉ có cho các bác là một bộ như này, giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su giá sẽ là 90k, giá cực tốt cho bác luôn, hàng nội địa của Nhật cực cao cấp nhá. Rồi, ok. Hello chào bác nhá, nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Fuji, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6 mét.
1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá, đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Đấy, 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá.
Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này, cho nên là giường mét 6, giường mét 8 đều ok coi nhá. Đấy, thì một ga hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá, một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy, vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1 mét, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong, ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này, đấy, một gối ôm này, hai gối thường này, hai gối thường này, một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá, bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu chà neo nhá, màu chà neo. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy, hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello, hôm nay thì bên shop Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng nhá. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác mua dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhá. Đó, vui vẻ hoan hỉ cộng cho em 30.000 ship nữa. Còn bác nào mua từ trên 200 trở lên thì bên em sẽ bao ship, đơn giản vậy thôi. Và đơn bác nào mua nhiều thì trên 1 triệu thì yêu cầu là phải có chuyển cọc. Còn lại là dưới 1 triệu thì các bác cứ nhận hàng thanh toán như bình thường các bác nhé. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, và đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác một cái mẫu thảm rất đẹp này. Đấy, thì bên shop lên tên nó sẽ là thảm 46. Thảm 46 kích thước của nó là 40 x 60 nhá. Đấy, lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó là 40 và nhân với 60. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chiếc này thôi. Đó. 45.000 cho một chiếc thảm như này. Màu sắc thì cực kỳ đẹp, sạch sẽ trang nhã nhá. Đấy, đẹp, sạch sẽ trang nhã. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là bằng cao su non chống trơn trượt nhá. Mặt trên của nó thì bằng nỉ siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, bằng nỉ và siêu thấm hút luôn. Nước nó có vào là nó sẽ luôn luôn thấm vào trong và nó tự khô nhá, và nó sẽ không thấm ngược trở lại nhá. Thì các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn gì đều ok hết luôn. Rất đẹp này. Đó, nó có rất là nhiều màu, rất đẹp, và bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Đấy, rất nhiều màu, rất đẹp luôn. Và dòng này thì siêu thấm hút nước nhé. Đấy, siêu thấm hút nước luôn. Và chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhé. Đấy, hình thì cực kỳ là ngộ nghĩnh và đẹp luôn. Đấy, con này thì một mặt của nó là bằng nỉ như này các bác này. Mặt bằng nỉ khá là dày luôn nhé. Một mặt bằng nỉ và một mặt là bằng cao su non. Đấy, có cái độ đàn hồi tốt nhé. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Con này thì bên shop về cho các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đó. Màu sắc đẹp trang nhã con này. Đấy, rất là nhiều màu luôn nhá. Rất nhiều màu, rất là đẹp nhá. Các bác thấy không? Đây. Đấy, rất đẹp con này. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước của nó 40 x 60 và giá là 45k. Đó. Thảm dệt 5D. Rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W thôi nhá. Bóng đèn 3W thì đây. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng bóng 3W này. Dòng này thì cực kỳ tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái khu vực mà mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần quá sáng nhá. Thì các bác có để hành lang này, hoặc là đường đi lối lại, hoặc là ngoài cổng, ngoài cửa này, các khu vực mà các bác có thể để suốt đêm cũng được. Đó. Đây, rất là sáng luôn các bác nhá. Công suất của nó là 3W này, rất sáng luôn. Đó. Công suất thì chỉ có 3W thôi. Chỉ có 3W thôi, cho nên là dùng siêu tiết kiệm điện. Các bác có thể dùng để mình cho vào các cái vị trí như là hành lang này, đường đi lối lại này, cổng cửa đều ok hết. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng đèn 3W nhé. Bóng đèn 3W. Đấy, rất sáng. Giá thì chỉ có 10k thôi. Lên cho em là bóng đèn 3W. Giá sẽ là 10k cho một quả như này nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Con này thì võng nó sản xuất cho răng cho anh tí. Võng nó sản xuất cho hàng để dành cho lính nhá, lính quân đội của Nhật các bạn. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác quan sát nhá. Đấy. Đây em sẽ răng cho các bác xem này.
thì cái chiều ngang này của nó thì nó được vào khoảng là 80 cm. Cái chiều dài của nó thì cả dây thì nó sẽ vào khoảng là hơn 2 mét nhá, cả dây thì khoảng hơn 2 mét, còn nguyên cái thần, nguyên cái phần thân võng dệt như này thì nó sẽ vào khoảng là 1m8 các bạn, vào khoảng 1m8, và nó sẽ có quai như này, có quai đeo như này, và có cả dây dù như này, để khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cho các bác cái dây dù như này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có dây dù như này rất tiện ích đấy, và các bác dùng thì nó rất là ngon. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là võng dù quân đội Nhật nhá, võng dù quân đội Nhật. Bên shop đang gửi tới các bác một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội Nhật này. Đấy, lên cho em là võng dù nhá. Đó, võng dù này, quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k thì cái võng dù quân đội Nhật như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Con này thì các bác lên cho em là máy thái rau bằng tay. Đó, máy thái rau này. Máy thái rau bằng tay nhá. Thái bằng tay thôi. Đấy, và giá thì sẽ là 80k cho con máy thái rau bằng tay như này. Đấy, con này thì máy bằng tay nhá. Đấy, hình nó như hình như này. Không, cái sản phẩm thì khi các bác nhận hàng sẽ bao gồm cho các bác là một con máy như này các bác nhá. Đấy, một con máy như này, và các bác lắp cái phần lưỡi vào đây cho em, lắp phần lưỡi vào đây. Đấy, và lắp cho em cái phần tay công vào đây, lắp phần tay công vào đây là mình xoay như này là xong. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 lưỡi. Đấy, 6 lưỡi. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đó, xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý, một con máy thái rau như này. Thái rau, thái củ quả đa di năng luôn, và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Giá rất hợp lý luôn các bạn. Sản của chị em nội trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất ok các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k cho con máy thái rau thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo bếp vàng nhá. Quay lên cho em là kéo bếp vàng. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan có đây. Đấy, hàng của Nhật nhá. Đấy, thép của nó là thép SK5 không gỉ, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ngon nhá. Trong nhà bếp rất là ngon luôn đây các bác. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết. Thép SK5 không gỉ này. Đó, Japan, kéo của Nhật nhá. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 35k cho một con kéo như này. 35.000 nhá. 35.000 cho một con kéo của Nhật như này. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. Bác nào mua từ 3 chiếc thì tính cho bác giá tròn là 100.000. 3 cái là 100.000 nhá. 35.000 một chiếc và 3 cái là 100.000, kéo bếp vàng. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái gang tay thức ăn nhá. Gang tay thức ăn. Thì đây một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy. Hàng về theo lô. Đấy. Từ 70 đến 100 chiếc các nhá. Đấy, từ 70 đến 100 chiếc như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng nguyên sinh nhá. Đấy, bảo vệ thực phẩm thức ăn rất là tốt, các bác dùng là đồ ăn đồ uống rất là ok. Ngoài dùng cho đồ ăn thì các bác có thể dùng đa di năng, ví dụ như là mình dùng để bóp nộm, bóp niếc này, rồi các bác có thể dùng để mình làm các công việc làm vườn, dọn dẹp, vệ sinh cũng được. Đấy, đều ok hết. Đấy, nó số lượng nhiều như này thì các bác có thể dùng tất cả mọi công việc đều được. Đấy, nó có cái độ dai nhất định nhá. Có độ dai nhất định các bác này. Đấy, cho nên là khi các bác dùng nó rất là đã đây các bác theo. Đây, đấy em kéo như này mà nó vẫn có những cái độ dai nhất định như này. Dùng nó rất là đã, tay to, tay nhỏ đều vừa hết nhá. Rất là ôm tay, dùng như thật luôn. Thì các bác có thể dùng để mình làm bếp này, dán nem này, hoặc là dùng cho các công việc đều được hết. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi, 25k cho một cái hộp găng tay thức ăn như này nhá. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn nhá. Giá sẽ là 25k, đó 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Đấy, con này thì rất đơn giản thôi, về nhà các bác đặt vào cái chậu rửa bát của nhà mình. Chậu rửa bát của nhà mình nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, thì khi các bác đặt vào cái chậu rửa bát thì rác rửa các thứ nó rơi xuống đây và nó sẽ đọng ở cái này, là các bác chỉ cần hót đi. Đấy, nhấc ra là đổ vào là xong. Đấy, cái này thì nó sẽ là bằng lưới inox như này.
rất là dày, cho nên là rác giếc là cơm giếc nó không bị lọt xuống. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích và rất là tuyệt vời, và cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là lọc rác inox, giá thì chỉ có 15k thôi. Đó, lọc rác inox thôi nhá. Lên cho em là lọc rác inox này. Lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k. 15k cho một cái lọc rác inox như này. Tiếp theo thì mai bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng thì đây nó sẽ là bao gồm là 5 cái khay inox như này. Đấy. Và mỗi khay thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 5 cái khay như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất là tiện ích. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Mỗi cái khay thì nó sẽ có một cái nắp như này. Đấy, mỗi khay có cái nắp như này các bác này. Đấy. Giá thì chỉ có 60k cho một cái bộ 5 khay inox này thôi. 60.000 cho một bộ nhá. Bao gồm cho các bác là 5 cái như này. Cái này thì các bác dùng rất là tiện. Khay nào thì cũng có nắp hết nhá. Đấy. 1 2 3 4 5. Đấy. Thì lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Đấy. Khay nào cũng đều có nắp hết, và nắp của nó thì nó sẽ là bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, để trong tủ lạnh hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy. 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 60k. Đó. 5 khay inox siêu mỏng này. Đó. 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 60k. Đấy. Cái này nó mỏng bình thường thôi, nhưng mà thôi em cứ phải nói trước là siêu mỏng như thế để cho các bác khỏi ý kiến. Giá sẽ là 60.000 thôi nhá. 60.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm cũng chuyên dùng trong nhà bếp, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là khay thanh cài dao nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi gọi là treo tạp dề, treo song, treo nồi đều ok hết. Cái bản chiều dài của nó vào khoảng là 45cm nhá. Bản chiều dài khoảng 45cm. Và giá thì chỉ có 90 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhá. Thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái thanh cài dao như này. Giá sẽ là 90.000. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi treo song, treo nồi. Đấy, rất là ok. Đây, các bác dắt dao, dắt dĩa, các thứ vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con thanh cài dao như này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng để mình cài dao, dắt dao rất là hợp lý thôi. Và giá cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Thanh cài dao, giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy chà gót chân nhá. Các bác lên cho em là máy chà gót chân. Thì đây nó sẽ là một con máy như này. Các bác có thể dùng để mình chà gót chân này, rồi mài các cái phần da thừa, rất là tiện này các bác. Đấy, đây. Ví dụ như là da tay, da chân này, các cái phần da bị lâu ngày nó dày lên và nó thừa này, các bác đưa vào mình mài đi chứ. Đấy. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, mà có hai cấp độ nhá. Đấy. Các bác dùng để mài này, đấy. Các cái phần đầu ngón tay, ngón chân này, những cái phần da thừa này, đặc biệt là gót chân nhá, gót chân. Các bác chà đi cho em. Chà đi sau đó thì bên shop có bán kèm cả cái lọ cao ngựa luôn, thì các bác có thể bôi cao ngựa vào. Đấy, giờ để cho nó giúp cho cái gót chân của các bác nó mềm các bác, nó mềm và nó không bị khô nứt nẻ. Đây, các bác chuyên để chà gót chân. Lên cho em là máy chà gót chân nhá. Máy chà gót chân này. Máy chà gót này. Đấy, máy chà gót, giá của nó sẽ là 100k cho con máy chà gót như này. Và cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa nhá. Bên shop có bán kèm cao ngựa luôn, giá sẽ là 30.000. Đó. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000.
đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là Naven Shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây, nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn. Đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá, 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 nhân với 40 nhá, 60 nhân 40. Đấy, 60 nhân 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 nhân 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này, cho nên là giường 1m6 giường 1m8 đều ok các bác nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối,
vuông, hai vỏ gối 60x40 và một vỏ gối ôm như này nhá, một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy, vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên trên là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy, hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3 màu nhá. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đây. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lên theo là bóng 3 màu. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu luôn nhá. 3 màu như này. Sẽ bị lỏng à. Đấy, có cho các bác là 3 màu luôn để cho các bác lựa chọn này. Lấy cho anh cái đuôi khác xem nào. Có 3 màu cho các bác luôn. Đây các bác nhá, các bác lên theo là bóng 3 màu, công suất của nó sẽ là 12W nhá, 12W siêu sáng luôn. Đó, nó sẽ có 3 màu. Sẽ có cho các bác là màu trắng này, màu vàng và màu đỏ. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Sẽ có 3 màu như này. Công suất của nó là 12W. Các bác có thể sử dụng màu nào cũng được. Đấy, màu trắng này. Màu trắng này, màu trắng rất là sáng luôn. 12W các bác nhá. Sáng đến màn hình điện thoại nó còn không phân giải được luôn. Đó, rất sáng. Tiếp theo là màu vàng này. Đấy, màu vàng đây. Và tiếp theo nữa là màu đỏ này. Đấy, màu trắng, màu vàng này. Màu vàng và màu đỏ nhá. Nó sẽ có 3 màu. Đấy, thì có 3 màu như này. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Lên mã giúp cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000, rất là rẻ thôi. Công suất là 12W, dùng nó rất là tiện. 12W nhá. Đấy, giá sẽ là 30k. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này. Bóng 3 màu giá sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo như này, em vừa bật thử cho bác xem rồi đấy. Có công tắc này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, tắt bật rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 35k. Lên cho em là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo 35.000 cho một chiếc đuôi lò xo như này, cũng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem vít xanh nhá. Một bộ sẽ bao gồm cho bác là 30 đầu vít này, một tay nối dài và một tay nối dài và một tay tay đầu vít như này, tay vặn như này. Giá thì chỉ có 40k thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ rất là nhiều đầu vít, các bác làm thợ làm nghề sửa chữa thì nên có cái bộ này để mình làm thợ làm nghề sửa chữa, hoặc các bác thích chế cháo lạt vặt. Giá sẽ là 40k, lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh. Giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao để các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả làm nộm này, hoặc là các bác dùng trực tiếp mình thái rau, thái các thứ cũng được. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng thương hiệu Kiwi của Thái này. Đấy, hàng Kiwi của Thái Lan. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này các bác chuyên dùng để mình thái các cái loại rau này, hoặc là thái các cái rau củ quả đấy. Rau củ quả thì nó sẽ tạo hình sóng như này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em là dao thái củ quả nhá. Lên cho em là dao lượn sóng nhá. Dao lượn sóng. Đây, nó sẽ là hình sóng như này thì khi các bác thái ra củ quả nó rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao lượn sóng này. Dao lượn sóng. Dao lượn sóng nhá. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc. Đấy, 40.000 cho một con dao lượn sóng như này. Hàng của thương hiệu Kiwi của Thái Lan. Đấy, vừa sắc bén và vừa dùng để mình thái rau tạo hình hoa quả này. Hoặc các bác có thể thái rau trực tiếp được luôn. Đấy, đấy, các loại rau dợ hoặc là gọt hoa quả cũng rất là ok thôi. Chẳng có vấn đề gì cả nhá. Cũng rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con dao của Thái như này. Rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Kiwi của Thái Lan nhá. Rất đẹp. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem găng tay thức ăn nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp găng tay như này. Số lượng của nó thì từ 180 đến 100 cái nhá. 80 đến 100 chiếc. Các bác mua về mình dùng dần để mình gọi là
sử dụng để chế biến thực phẩm đồ ăn này, hoặc là các bác dùng đa di năng dọn dẹp vệ sinh cũng được, đều ok hết, nó không có sạo. Các bác dùng cái việc gì nó phù hợp là được. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng lụa nhá, có độ mềm, có độ dai nhất định, cho nên là các bác dùng nó rất là đã. Đấy, không lo bị rách đấy nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái hộp găng tay như này thôi. Số lượng của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất tiện luôn. Bỏ cho anh kia bình tông này. Đây các bác đeo vào nó rất là tiện này. Đấy, đeo vào nó rất là tiện luôn. Đấy, đeo vào nó rất là tiện như này. Tay em là tay nam mà rất là to mà đeo còn vừa nhá. Nói chung ấy là con này khi mà các bác sử dụng ấy nó rất là hợp luôn. Vừa ôm. Thứ nhất là làm chế biến thực phẩm thức ăn, hoặc là dọn dẹp vệ sinh, hoặc là làm các cái công việc liên quan đến hóa chất. Đấy thì các bác cũng dùng được hết nhá. Bên theo là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông của Nga, CCCP của Nga đây. Con này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Rất đẹp, rất mới cho bác luôn. Đấy. Thép không gỉ nhá, dung tích của nó là 2 lít. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ là nắp liền, cho nên là các bác không lo bị mất nắp này. Đấy, và có gioăng giếc hết luôn, gioăng cao su. Các bác có thể dùng để mình đựng rượu, đựng bia, đựng nước ngọt. Đấy, hoặc là mang nước đi học đi làm. 2 lít một ngày thì uống hết cho em một bình này là ok. Hoặc là các bác nào uống nhiều hơn thì sáng một bình, chiều một bình. Một ngày uống từ 2 đến 4 lít nước mà. Đấy, thì các bác cứ sáng một bình, chiều một bình là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Có quai đeo như này. Có quai bằng da như này nhá, quai bằng da, túi bằng da như này đeo rất là đẹp. Các bác mua để đi nhậu đi nhẹt các thứ cũng rất là ok. Bình tông nhá, lên theo là bình tông 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mẫu ấm pha trà nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại nước uống đều ok hết nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít tròn nhá, 1 lít tròn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn, giá rất yêu thương. Đấy, bên ngoài sơn tích điện, bên trong inox 316 nhá. Đó, inox 316 rất đẹp các bạn. Giữ nhiệt tốt nhá. Các bác dùng để mình pha trà, pha cà phê rồi nói chung là đa di năng được luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lưới lọc như này. Một con lưới lọc này rất là tiện ích nhá. Các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại đồ uống vào đây mình pha là nó sẽ giúp cho các bác là lọc được luôn, nó rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt rồi. Chỉ có cho các bác là một con ấm pha trà như này. Cái giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, 110k cho một con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là ra đưa cho anh cái máy. Đấy, con máy xay khô nhá. Qua lên theo là máy xay khô. Đây nó sẽ là một con máy như này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng khi mà mình xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt. 250W, điện 220V, 50Hz, 120.000. Đấy, rất là nhanh lẹ cho các bác luôn. Đây, sản phẩm thực tế đây. Bây giờ em sẽ xay gạo cho các bác xem nhé. Đây, các bác này. Đấy. Đây, thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đây. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe nha. Các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay điều, xay cà phê này. Đấy. Đây, em xay có một tí mà nó nhỏ tăng này luôn, rất là tiện nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để xay khô thôi. Đây em đang xay gạo nhá. Gạo là một trong những cái loại hạt rất là rắn mà xay tí cái là nó đã tơi ra như này. Rất là thích luôn. Đấy, và cái nắp này của nó sẽ là nắp ăn lẫy nhá. Các bác nắp đúng lẫy này cho em thì mình nhấc nó ra này. Đấy. Giá thì chỉ có 120.000 cho mấy em máy xay khô này thôi. 120k, rẻ như cho luôn các bác nhá. Đấy, 120.000 cho em máy xay khô như này. Dùng rất là tiện ích và sướng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Con này thì nó sẽ có lẫy khóa này, các bác mở cái lẫy khóa này ra cho em này. Đấy, và các bác nhấp này. Đó, và lửa nó sẽ ra ở đây. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga cho em, bơm ga vào đây. Đó. Thì con này các bác dùng để mình mồi này, mồi lửa này, hoặc là các bác mang đi du lịch để mình nhóm lửa các thứ, nói chung là rất là ok luôn. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180k cho một con bật lửa đại ca như này. Tên cho là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đấy, con này về nhà các bác cũng phải tự bơm ga giúp cho em nhé, tự bơm ga và giúp cho em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái led kim cương nhá, led. Qua lên cho em là led kim cương. Con này thì nó sẽ có là một dòng là 7 màu và một dòng là led vàng. Đấy, một dòng 7 màu và một dòng led vàng. Đây nó sẽ là dòng led vàng này. Đấy, quận dài của nó từ 3 đến 40 mét.
đấy, từ 30 đến 50 mét nhé, từ 30 đến 50 mét. Đấy, em cứ nói chung chung như vậy thôi, tại vì nó về theo lô, có lô thì 30, 40, 50 tùy theo lô nhá, nhưng mà thấp nhất phải từ 35 đến 40 mét các bạn. Đấy, đây. Đấy, nháy rất là đẹp luôn, một quận này từ 35 đến 50 mét, giá thì sẽ là 80.000 cho một quận led như này. Thì nó sẽ có hai màu, một là màu vàng nguyên như này, hai là 7 màu nhá. Đấy, hai là 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Con này thì rất là bền bỉ luôn, các bác có thể dùng để dán đa di năng này, dán lên các cái thùng bị thủng vỡ này, hoặc là dán lên mái tôn, mái tường trần nhà đều ok hết. Giá sẽ là 40k. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k trên một quận như này. Đấy, keo 10, giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây ạ. Đứng nào, đã có bằng keo ít 2000 siêu chống thấm, chống rụng. Bằng keo ít 2000 là sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu và Nhật Bản. Hiện nay, bằng keo ít 2000 đã có mặt tại Việt Nam. Bằng keo ít 2000 có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch bề mặt cần dán ở nhà bạn như là cửa sổ, trần nhà và tường. Tiếp theo bạn bóc lớp vỏ chống dính của bằng keo ra, miết thật chặt, dán thật chặt và thế là mọi vấn đề về rột và thấm nước đã được xử lý một cách nhanh chóng. Rất tiện ích luôn luôn nha. Đây là miếng dán chống thấm nước chuyên xử lý các vấn đề chống thấm nước khác nhau. Băng keo có tính năng có thể chịu nhiệt độ khác nhau từ 40 độ đến 320 độ. Phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Có thể dán vào giỏ nước, dán cá sát, 11 măng, chống vỏ bị nước. Thêm ngay vào giỏ hàng để tham khảo nhé. Đó, giá này sẽ là 40k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu khò ga nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng. Đó. Mẫu khò ga thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái khò ga trắng này, khò ga trắng. Con này thì sẽ là 50k. 50k cho một chiếc khò ga trắng như này. Giá thì chỉ có 50k được thôi nhá. Đó, giá sẽ là 50k một chiếc khò ga trắng như này. Con này thì nó cũng là dòng đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động hết các bác này. Rất là tiện ích luôn, dòng đánh lửa tự động 50k một chiếc như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng này. Đó, 50.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu khò ga đại này. Đấy, khò ga đại nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật đây, Kabushi Japan này. Đó, con này thì sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái mẫu khò ga đại như này. Con này cũng rất tiện ích sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, 120.000. Con này thì nó to hơn. Đấy, cái đầu tiếp xúc lửa của nó, đầu đồng to hơn, dày dẫn hơn và to hơn thì sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Cho nên là các bác dùng ít thì mua con 50.000, dùng nhiều thì phải mua con 120 này. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bằng đồng như này. Con bằng này là nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối. Con này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác phải tự động mồi bằng máy lửa, mồi bằng lửa bình thường, tại vì con này nó sẽ không có đánh lửa tự động. Nhưng mà ưu điểm của nó sẽ là một cái hàng đúc trực tiếp như này, thì khi các bác sử dụng thì nó rất là bền nhá. Rất là bền bỉ và chắc chắn cho các bác luôn. Nó rất bền bỉ chắc chắn, hàng đúc đồng như này. Kết hợp với các loại bình ga mini của Việt Nam mình là đều vừa hết nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng này, giá sẽ là 80k nhá. 80k trong chiếc khò ga đồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đá mài của Nhật nhá. Đá mài của Nhật, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Đấy thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là độ mịn là 5.000, 10.000 và một mẫu là độ mịn 3.000, 8.000. Thì bên shop sẽ lên nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Thì cái mẫu đá đỏ này sẽ là 70.000 đúng không? Đá đỏ này sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ sẽ là 70k. Đó, và độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá. 3.000 trên 8.000. Đó, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan này. Con này mài dao thì siêu sắc siêu bén cho bác luôn. Ngoài ra thì con này là cái đá vàng này thì cao cấp hơn một chút nhá. Độ mịn là 5.000, 10.000. Các bác lên cho em là đá vàng này. Đó, đá vàng. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 5.000 trên 10.000 và giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, thì các bác muốn lấy đá đỏ thì lấy, mà lấy đá vàng thì lấy. Đấy, độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén cho các bác nhé. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi, chỉ có cho các bác là 90.000 cho viên đá vàng như này thôi và 70.000 cho một viên đá đỏ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Có miếng cao su lót như này, các bác để trên nền mình mài dao nó khỏi trơn trượt, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc, nó có hình viên ngọc như này. Và con này về nhà các bác đổ xăng vào cho em nhé. Đấy, về nhà các bác đổ xăng thơm vào hoặc là dầu đốt vào cho em để mình sử dụng nhé. Đấy, có sẵn đá này rồi. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, nó có hình viên ngọc như này. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Con này thì sẽ là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này, có một màu thôi à. Đấy, 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là có màu bạc không. Đấy,
Nó sẽ có cho các bác là màu vàng. Con này mang ra để gắn cái ấy vào. Lấy cái... cứ để trên ấy tí anh gắn vào. Cứ mang ra ngoài mang cho bạn đi. Đấy, nó sẽ có màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng màu bạc này các bác lấy màu nào thì lấy này. Đấy, các bác lấy màu nào thì lấy. Màu bạc này thì em còn có ít thôi, chủ yếu là màu vàng thôi nhá. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái dòng bật lửa, đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Sẵn đồng hồ luôn. Con này thì nó sẽ là dùng ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và con này ở đây thì nó sẽ có thêm cho các bác một cái đồng hồ. Có một cái đồng hồ và có đèn sáng nhá. Có đồng hồ có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đồng hồ có đèn sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bật lửa như này, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k. Lên theo là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước laser nhá. Đấy, thước laser. Thì đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích. Bên em bán rất là nhiều rồi, em cũng giới thiệu nhanh qua cho các bác thôi. Đó, con này thì nó sẽ là một cái dòng thước mà các bác dùng đa di năng luôn. Có ba thước này, nghiêng, đứng này, nằm này. Đấy, thước đo livo nghiêng đứng nằm này. Có một con thước rút nhá, có một con thước rút này các bác này. Đấy, thước rút 2,5 m. Đấy, một con thước rút 2,5 m như này nhá. Đấy. Và có một cái thước đo 15 cm này, một thước đo 15 cm và một cái thước đo này theo số của Tây này. Đấy, và về nhà các bác giật cái lót này ra cho em. Đấy, giật cái lót pin này ra và các bác bật lên thì đây nó sẽ có cái tia laser như này nhá, có cái tia laser như này. Đây. Thì các bác có thể đo góc vuông này. Đấy, đo góc vuông này. Đấy, hoặc là đo cạnh đứng cạnh nằm nhá. Đấy. Khi các bác đo các cạnh thì các bác gạt cái này cho em này, gạt cái này nhá. Đấy, gạt cái này lấy cạnh đứng này. Đấy, gạt xuống này lấy cạnh nằm này và gạt cái giữa này là lấy góc vuông nhá. Thì các bác cứ gạt cái tia này đi cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái nấc ở đây các bác gạt đi cho em để mình lấy đứng nằm nghiêng. Đó, và công tắc bật ở đây. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, thước laser. Đấy, 90k thì một em thước laser như này. 90k. Đấy. Giá của nó sẽ là 90k trong con thước laser như này nhá. Sau thì em lên cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì nó rất là tiện, các bác quan sát trên video này. Các bác có thể lau bàn bếp này, lau dọn vệ sinh này, sau đó thì nó sẽ tự vắt như này. Treo lên rất là tiện ích luôn. Đó. Và có thể xoay được nhá. Đấy, bàn bếp các thứ bẩn này các bác chỉ cần gạt vào cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình lau chùi đi, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, không thể tin nổi luôn. Đây em nó đây các bác này. Đấy, về nhà các bác nhận được hàng thì nó sẽ là một cái tay giờ như này. Các bác lắp vào cho em. Đây, lắp ở đây như này. Đấy, lắp ở này rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này vào là xong. Đấy, đặt xuống là đẩy cái lẫy này là nó trượt vào là xong nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây, khi các bác vắt thì mình sẽ kéo vào như này, nó sẽ vắt vào này. Đấy, bỏ ra thì mình sẽ bỏ ra mình lau dọn như bình thường. Đấy, lau như bình thường nhá. Con này thì nó thấm nước rất là tốt luôn. Đấy, lau xong thì các bác lại vắt mình cho vào, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40k. Cái này thì em vừa cho các bác xem video rồi đấy. 40.000 cái chổi lau bàn bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao 3 con nhá. Thì các bác có thể mua theo combo 3 chiếc này. 3 chiếc như này, hoặc là các bác có thể mua từng con một tùy theo. Đấy. Thì nếu mà các bác mua 3 con này thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao sim tận nhà. Xé cho anh tờ giấy. À đây. 260.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000 cho 3 con dao cán gỗ như này, 260.000. Đấy, còn nếu các bác mua lẻ thì con dao thái này của nó sẽ là 80.000 nhá. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con thái này là 80.000, chiều dài khoảng 30 cm. Bản của nó khoảng 4 cm nhá, chiều dài khoảng 2 ly. Hàng của Nhật đây, Japan này, Seiki Japan. Con này thì sẽ là 80k nhá. 80.000 các bạn. Này, con này sẽ là 80.000 này. 80.000. Còn con này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là con này nó sẽ là dao gọt nhá. Con dao gọt này thì giá chỉ có 40k thôi. Đây, 40k cho con dao gọt này các bạn này. Đấy, 40k. Đấy, còn các bác mua con dao chặt thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt thế này. Seiki Japan, made in Japan này. Con dao chặt này nặng khoảng 7-8 lạng. Cực kỳ là đầm tay luôn, 7-8 lạng đến 1 cân nhá. Đấy, tấp nhất là phải có 7 lạng cho các bác luôn. Chặt cực kỳ là ngon, đầm cay luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan này. Đấy, Seiki Japan. Hộp tiếp các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Seiki Japan, made in Japan, chữ khắc chìm này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 con này thôi. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con thì sẽ là 260, thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, con này 80.000 cộng với con này 180 đã là 260 rồi. Mà bao ship thì ngẫu nhiên là được tặng thêm con này nữa. Đấy, thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260.000. 3 dao cán gỗ 260.000. Đấy các bác nhá, rất là rẻ thôi.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia khoan mini nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái con khoan cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu khoan như này. Con này có thể xoay đảo chiều nhá. Xoay, các bác nhấn vào đây này, nhấn cái lẫy này cho em để xoay đảo chiều từ hình khẩu súng sang hình thẳng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá và có đảo chiều luôn. Và các bác lắp cho em cái mũi vít này vào này, lắp mũi vít này vào. Các bác mua một cái bộ này thì sẽ có rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác thì rất là tiện ích luôn nhá. Cực kỳ là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Các đầu vít này, mình không thích thì mình lại ấn cái này để mình xoay ngược trở lại này. Đấy. Sẽ có cho các bác là đầu vít này, đầu vít, đầu mũi khoan này, đầu khẩu này, rồi là một cái bộ 30 đầu vít như này. Đấy, combo cho bác giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 mà mình có tới là rất nhiều chi tiết cho các bác luôn. Và đây thì sẽ có cho các bác một con tay lắc như này nữa. Con tay lắc để đưa vào vị trí khó mình khoan mình đục này. Đấy. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ khoan mini này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Thì đây nó sẽ là một con phích rất là tiện này để cho các bác đun nước rồi giữ nước cho các bác luôn, giữ nóng luôn. Đấy thì em gọi nó là phích đun sôi tại vì nó vừa là đun nước vừa là giữ nóng luôn. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Đây, công suất của nó sẽ là 1500W này, sử dụng điện 220V này, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Xoáy nắp ra này. Đấy, xoáy nắp ra, cho nước cho vào xong là đó là mình đun này. Mình đun xong thì mình cứ để này thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác nhá. Đấy. Đây, nhấp này là nó sẽ ra nước này. Đấy. Và cái này của nó thì cơ chế là nóng là tự ngắt nhá, nóng tự ngắt. Các bác chỉ cần đặt lên này nó ăn lẫy rồi, nóng nó tự ngắt. Đấy, và các bác không thích là để nóng liên tục thì các bác bỏ ra, khi nào mình cần thì mình đặt vào. Giá chỉ có 180.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180.000, bỏ trong cái phần lồng này. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Phích đun sôi này. Phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000 một chiếc nhá. Đấy, đây. Dung tích 3 lít này, 1500W này, điện 220V. Đó. 3 lít cả vỏ. 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, mặc định nhà sản xuất là 3 lít đây, nhưng mà nó là 3 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cặp lồng, các bác có thể mang cơm đi, mang đồ ăn đi rất là tiện. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có 180.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đấy. Các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, mang thực phẩm đi hoặc là có thể nấu chín cơm được luôn nhá. Đấy, nấu chín cơm cũng ok. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là hai tầng. Đấy, hai tầng như này và đây nó sẽ là có dây nguồn cắm này, rồi đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đấy, đây. Thì về nhà các bác đổ nước vào đây cho em, đổ nước vào đây. Sau đó thì mình có thể cho cơm, cho gạo vào đây nấu bình thường nha. Bình thường nếu bây giờ các bác đi mua cho em một cái ô inox xịn như này thôi đã phải mất 30.000 một chiếc rồi. Thấp nhất là 30.000 một cái chiếc ô inox xịn như này, là 4 chiếc là 120 rồi. Thế mà đây mua cả combo như này, cả một cái nồi như này. Đấy, công tác bật ở đây, cắm điện ở đây, có sẵn dây cho bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện đẹp như này, chất lượng như này, rẻ như này mà giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy. Mà các bác không mua ở đây thì mua ở đâu nữa, đúng không ạ? Đẹp, rẻ, chất lượng như này, 180.000, cắm điện trực tiếp điện 220, mang cơm mang đồ ăn đi mình hấp đun. Đấy, hoặc nấu cơm trực tiếp thì bỏ cơm vào đấy nấu trực tiếp luôn, cũng rất là ngon. Đây, 180.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đây, công suất của nó sẽ là 200W, điện từ 110 đến 220V, 50Hz, dung tích là 2 lít các bác nhá. Rất đầy đủ thông số kỹ thuật luôn. Đây, lên cho em là cặp lồng hấp nhá, cho cơm đồ ăn vào đây. Cặp lồng hấp giá sẽ là 100 cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Xin lỗi các bác, cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện 180.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm con này thì giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Rất là tiện ích luôn này các bác. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Đấy, trước khi dùng thì các bác lưu ý cho em xem kỹ em làm nhá. Bình thường thì các bác dùng cái ngăn bên này nó sẽ không kêu nhá. Con này nó có thể đảo chiều được, khi đảo chiều nó sẽ kêu. Đó, đảo chiều nó sẽ kêu, chạm nhẹ nó sẽ kêu một tiếng, chạm mạnh nó sẽ hú như này con này. Đấy, cho anh nhá. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây, bình thường nếu các bác dùng bên này nó sẽ không kêu nhá, và đảo chiều như này nó sẽ kêu đây các bác. Đấy. Đấy. Hú rất là mạnh luôn. Đấy. Thì khi các bác dùng thì khi mình không muốn, mình muốn chỉ khóa bình thường thì mình sẽ dùng như này. Còn khi nào mình muốn chống trộm thì mình đảo chiều lại cho nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khóa chống trộm như này, giá của nó sẽ là
giá của nó sẽ là 80.000 nhé, 80.000 cho một cái ổ khóa chống trộm như này. Cái này thì khá là tiện ích để cho các bác khi mà mình sử dụng trong công tác là phòng chống trộm cắp, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, có cho các bác là 3 chìa rãnh như này nhé, có hẳn cho các bác 3 cái chìa rãnh như này luôn, thì dùng nó rất là sướng. Đấy, các bác có thể là dùng để vừa chống trộm này, vừa là nhiều chìa thì mình phát cho mỗi người nhà mình, mỗi người một chìa. Đấy, để mình dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đây cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Khóa chống trộm này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k một chiếc nhá. 80.000 một chiếc như này. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ này. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng của thương hiệu Rolex đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300.000 nha, 300.000 và bao ship tại nhà cho bác luôn. Có cả lịch các bác này. Đấy, đồng hồ này nó sẽ là đồng hồ, nó sẽ là cái dòng đồng hồ mà chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Đó, giá thì chỉ có 300k thôi. Con này đeo thì cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó, trang nhã lịch sự rất là đẹp, sang trọng nhá. Giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k, 300k cho con đồng hồ Rolex như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con điện thoại 4 sim nhá. Đây nó sẽ là một con điện thoại như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 sim luôn, 4 sim nhá. Đấy, con này dùng rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em là xong này. Đấy, con này nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn pin này nữa nhá, một cái đèn pin đằng trước này luôn. Bật nguồn lên, sau đó thì mình lắp sim vào cho em. Lắp sim xong thì mình lại tắt nguồn đi, khởi động lại nhá. Lắp sim vào sau đó thì tắt nguồn đi, khởi động lại cho em. Đấy. Các bác này rất là ngon luôn nhá. 1 2 3 4 sim này. Lắp cho em 4 sim mà mình sử dụng nhá. Và đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin rất là sáng luôn. Cái này nó không phải là đèn led bình thường đâu, mà nó là một cái đèn pin rọi rất là rọi luôn, rọi rất là sáng nhá. Đấy, rọi rất là sáng luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Và con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, khi các bác không sử dụng nữa thì mình tắt nguồn đi cho em nhá. Tắt nguồn khi các bác lắp sim vào xong thì mình tắt nguồn đi. Sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc và một cái ốp lưng luôn, một cáp sạc một ốp lưng. Giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này nhá. 450k. Lên cho em là điện thoại 4 sim nhá. Điện thoại 4 sim. Giá sẽ là 450k nhá. 450k cho cái điện thoại 4 sim như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái điều khiển cắm trực tiếp nhá. Bộ điều khiển cắm trực tiếp. Con này các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 nhà mình, sau đó thì các bác cắm quạt điện này hoặc các cái thiết bị khác qua đây, sau đó thì mình dùng cái điều khiển này từ xa đây. Đấy, mình sẽ tắt bật cho em và khoảng cách của nó sẽ là được 1 cây số nhá. Đấy, tức là điều khiển từ xa. Các bác có thể tắt bật bình nóng lạnh này, tắt bật quạt này, rồi máy bơm nước các thứ rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển từ xa giá sẽ là 290.000. Đó, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa giá sẽ là 290k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em là hút bụi gạo. Đấy, con này thì nó sẽ là đa di năng luôn. Vừa là hút bụi, vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm này. Vừa hút thảm luôn nhá, hút thường vừa hút thảm luôn. Con này thì hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Con này thì nó đang hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, sạc pin vào cho em. Có cặn sẵn đốc sạc rồi, có sẵn dây sạc các bác cắm vào củ sạc nhà mình thôi. Đó. Và nó sẽ vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm nhá, vừa là hút thảm, và nó sẽ có cho các bác là tia cực tím để diệt khuẩn trên thảm, trên giường nhà mình luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy, hút bụi gạo này. Đấy, hút bụi gạo giá sẽ là 250k, 250.000 cho con hút bụi gạo như này. Đây đấy, nó sẽ là một cái dòng hút bụi như này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng thì mình đa di năng luôn. Bên này thì vừa hút bụi vừa là diệt khuẩn luôn nhá. Đấy, còn bên này thì là hút bụi thông thường. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái cặp lồng con này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá, cặp lồng. Đấy, cặp lồng hay còn gọi là cà mèng. Con này thì hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Cái nắp này của nó thì có thể dùng làm bát ăn cơm luôn này. Đấy, một ngăn này, hai ngăn này và một ngăn to nhá. Con này thì có vừa là tính năng giữ nhiệt, vừa là các bác dùng để đựng canh rượu nhá. Đấy, nó sẽ có 3 ngăn này, 3 ngăn rất là tiện ích luôn. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, và có nắp làm bát được luôn. Đây, bằng inox 304 nhá. Hàng rất là xịn sò con bò luôn. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ cao cấp luôn. Dung tích của nó là 1,6 lít nhá, 1,6 lít. Gọi đi. Lên mã giúp cho em đó là
cặp lồng nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con cặp lồng như này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ổ điện xanh nhá. Lên mã giúp cho em là ổ điện xanh đây. Đấy, con này thì có công tắc đóng ngắt này, dây dài khoảng trên 1 mét này, có 3 cổng USB, có đèn báo này, 6 chân cắm luôn. Đó, nói chung là con này hàng đa di năng rồi. Công suất của nó là 10A 250V. Giá thì chỉ có cho các bác là 55k thôi. Lên cho em là ổ xanh này. Ổ xanh giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con ổ xanh như này. Rất tiện ích luôn các bác. 55.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái gắp nóng các bác nhá. Gắp nóng. Con này thì tươi dưới kia sẵn. Gắp nóng nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình gắp bát, gắp đũa này. Đấy, gắp bát, gắp đũa, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. À xin lỗi các bác, là để mình lật bánh này, chiên rán cá này, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, tức là đồ nóng nhá. Đồ nóng thì các bác dùng mình gắp cái này rất là tiện. Giá sẽ là 30.000. Lên mã giúp cho em là gắp nóng nhá. Gắp nóng giá sẽ là 30k. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. 30.000 cho cái gắp nóng như này, rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên thuốc về cho bác cái bình. À, các bác lên mã giúp cho em đó là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt con này thì sẽ là 250.000. 250.000 cho một con bình mỏ vịt như này. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng giữ nhiệt. À, giữ nhiệt này các bác này, giữ nhiệt 24 giờ này, dung tích của nó là 2 lít này. Lên cho em là bình mỏ vịt nhá. Giá của nó sẽ là inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn luôn, cầm rất là nặng và đầm tay nhá. Các bác có thể dùng để hãm chè này, pha trà, pha cà phê này. Đấy, và có nắp đậy như này các bác này. Rất là tiện ích luôn. Thì các bác xoáy cái nắp này vào đây cho em. Đó, và đến cái nấc này các bác nhấp này. Đấy. Con này thì hàng inox 304 thôi nhá. Inox 304. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, Su 304 này. Đấy, hàng có thương hiệu luôn. Lên mã giúp cho em là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt 250.000. Đấy, dung tích của nó là 2,5 lít cả vỏ nhá. 2,3 lít nhá, 2,3 lít. À, dung tích con này chắc là khoảng 2 lít thôi bác nhá. 2 lít thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên cho là bình mỏ vịt 250.000 các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hàng Tết này. Thì sẽ có cho các bác là cái táo khô của Nhật nhá. Đấy, táo khô của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này, hoặc là mình dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là hãm nước uống rất là ok nhá. Đấy, một bịch này là 100.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô nhá. Nho khô thì hàng này nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung nhá. Samsung của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là một cái bịch nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Đây, chất lượng nho đều đẹp, màu tự nhiên. Màu tự nhiên nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, cái màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn. Chất lượng nho khô đều đẹp, màu tự nhiên rất là đẹp. Giá sẽ là 90k cho một cái bịch nho khô như này nhá. Đấy, nho khô 90.000, còn táo khô thì sẽ là 100. Đấy, nho khô này thì nó sẽ là dòng của Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì cái bóng đèn 8 cánh này, bóng đèn 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000 cho một cái con bóng đèn 8 cánh này nhá. Hàng siêu sáng luôn. 195.000 các bác này, 195.000. Công suất của nó sẽ là 200W. Con này 200W nhưng mà nó là đèn LED cho nên nó rất là sáng luôn. 195.000. Còn ngoài ra thì bên shop vẫn có cái dòng 6 cánh nhá. Đấy, à, dòng 5 cánh. 5 cánh thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho dòng 5 cánh các bạn. Còn con này thì của nó là 8 cánh rồi. 8 cánh này thì sẽ là 195.000 nhá. 195.000. Còn đây, cái con này nó sẽ là dòng 5 cánh các bạn này. 5 cánh đây, rất sáng luôn. Mắt của nó là mắt LED. Con này sẽ là 125.000 các bạn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổ bụi bằng điện nhé. Con này thì nó sẽ chạy bằng điện. Giá thì chỉ có 260.000 thôi. Cắm điện trực tiếp, điện 220V. Công suất của nó thì khoảng 700W, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, 700W nhá. Rất khỏe luôn. Vừa hút vừa thổ bụi được luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có 260.000 thôi. Em giới thiệu qua thôi. Con này bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là tiện ích cho các bác dùng để mình hút thổi bụi rất là ok. Đấy. Đây. Đấy, đáp bạn sẽ cho này nhá. Vừa hút vừa thổi bụi được luôn. 260.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại cập nhật các mã hàng trở lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì
bên shop có hai cái con nồi cơm nó còn tồn kho thì bên em thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó thì có hai con nồi cơm này thì giá rất là tốt cho các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Thì hôm nay bên shop có hai cái mẫu nồi cơm này, nó bị hàng gọi là hàng tồn kho, nó hơi bị móp cái này một chút này. Đấy, nó hơi bị móp cái chỗ này một chút. Thì con này bên em đang bán là 450.000. Riêng hôm nay thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 300.000 và bao ship nhá. Đấy, 300.000 và bao ship. Đấy, dòng này thì nó là mới tinh. Mới tinh, chưa qua sử dụng. Đấy, mâm rất là dày luôn. Mâm rất là dày luôn các bác nhá. Đó, mâm rất là dày luôn các bác này. Đấy. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Mâm rất là dày luôn. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái môi này. Đấy, một cái môi này các bác nhá. Đấy, mâm dày xoang kêu rất là vang luôn nhá. Đấy, đây, dòng rất là chất lượng như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng nồi này của nó sẽ là nồi khoảng 1 lít 8 nhá. Nồi khoảng 1 lít 8. Các bác nấu đây, nồi 1 lít 8 này. Hàng Cuckoo của Hàn Quốc này. Các bác nấu từ 3 đến 5 người ăn thoải mái luôn. Con này thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý nốt cho bác với giá đó là 300.000 một chiếc như này. 300.000 một chiếc này các bác nhá. Đấy, em có hai mẫu. Đây, con này là con màu xám này, con màu xám đây. Đấy, các bác nào nhanh tay thì đặt hàng thì được thôi. Đấy, cái này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này một chút này. Đấy, hơi sứt chỗ này một chút, nó do vận chuyển thì bên em bán thanh lý. Đấy, con này con màu đỏ này. Màu đỏ các bác này. Đấy, con màu đỏ đây. Con này thì nó hơi bị sứt cái chỗ này này, hơi bị cong cái chỗ này thôi. Còn hàng thì nấu cơm ngon, sử dụng bình thường các bác nhá. Đó, sử dụng bình thường. Korea, Hàn Quốc. Đấy. Thì thanh lý cho các bác giá là 300.000 một chiếc như này. 300.000 cho một con nồi này các bác nhá. Giá chỉ có 300k thôi. Đấy thì bác nào nhanh thì được thôi. Dòng này là bên em bán là bao ship, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. 300.000 trong con nồi này bao ship tại nhà cho bác luôn. Đấy, hàng thanh lý chuyển khoản hết thì bên em mới gửi đơn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái led kim cương nhá. Dây thì dài từ 40 đến 50 mét. Đấy, dây dài từ 40 đến 50 mét các bác dùng để trang trí Tết, cây hoa, cây cảnh rất là ok nhá. Đấy. Thì nó sẽ có là led kim cương 7 màu này. Đây, led kim cương 7 màu nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng 7 màu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, 7 màu nhá và có cục nguồn điều khiển chiết áp này các bác này. Đấy, tăng giảm ạ. Đấy các bác này, đấy, chạy nhanh chạy chậm ở đây nhá. Đấy, có màu vàng và 7 màu nhá, có màu vàng và 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là thì các bác lên cho em là led kim cương nhá, thì nó sẽ có dòng là 7 màu nhá, led kim cương 7 màu và led kim cương màu vàng nhá. Đấy, màu vàng. Đấy. Nó sẽ có 7 màu và màu vàng. 7 màu và màu vàng thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. LED kim cương 7 màu và LED kim cương màu vàng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đấy, 80k. 80k cho một quận như này. Và kích thước của nó là 80k một quận, và kích thước của nó là từ 40 đến 50 mét nhá. Từ 40 đến 50 mét cho một quận. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây sẽ là một cái vòng trầm gỗ như này. Đấy, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, một cái vòng trầm điều hòa huyết áp như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Đấy, đây, vòng trầm gỗ các bác này. Đấy, trầm gỗ của Nhật đây. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 50k trong con vòng như này thôi. Đây, đựng trong hộp rất là xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Lên cho em đó là vòng trầm gỗ giá sẽ là 50k nhá. Vòng trầm gỗ này. Trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá. Điều hòa huyết áp giá của nó sẽ là 50k. 50k trong cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này các bác nhá. Đó, rất đẹp các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái hắc lào nha các bác nhá. Đấy, hắc lào Long Biên. Đấy, lên cho em là hắc lào Long Biên như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Đấy, con này thì chuyên trị hắc lào Long Biên nấm ngứa nhá. Hắc lào Long Biên nấm ngứa các bác bôi là khỏi hết cho em. Đó, dạng típ như này các bác này. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn. Hắc lào Long Biên nấm ngứa là bôi cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Lên mã giúp em đó là hắc lào Long Biên nấm ngứa, giá sẽ là 25.000 cho một típ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Lên mã giúp em đó là đuôi lò xo. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho cái đuôi lò xo này nhá. 35.000. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc đuôi lò xo này các bác này. Con này thì nó khá là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, thứ nhất là nó có thể xoay ngoắt nghéo được này. Thứ hai là có công tắc đóng ngắt này. Đấy, và các bác cắm trực tiếp ổ điện này cho em rất là tiện này. Cắm trực tiếp ổ điện nhá. Đấy, 35k. Còn ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Đấy, nó sẽ là dòng mini thôi. Chiều dài của nó vào khoảng 20 cm. Đấy, công suất của nó sẽ là
28W nhá, 28W siêu sáng cho anh em các bác luôn. Đây. Đấy, lên cho em là đèn 4 cánh mini. Đấy, 4 cánh mini các bác này. Đây. Các bác cắm vào cho em này, bật lên này. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để mình trang trí này, hoặc để co này, hoặc các bác dùng trực tiếp để lấy ánh sáng ở gia đình nhà mình, nó rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn bác. Con này thì 28W nhưng mà nó phải sáng cỡ như là 560W đấy nhá. Rất sáng luôn các bác này. Em tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng trắng luôn. Đó, rất sáng nhá. Và gấp gọn như này nó rất là tiện. Thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Nhìn vào đến là chói cả mắt luôn nhá. Chói cả mắt luôn. Công suất của nó sẽ là 28W nhá. 28W. Giả ra thì nó vào khoảng là 20 cm. Đấy, gấp vào thì nó rất là nhỏ gọn luôn. Cất đi rất là nhỏ gọn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh. 4 cánh mini nhá. Giá của nó sẽ là 40k. Đó. 40k cho một quả như này. Đấy. 40.000 thôi. 40.000. Đấy. Giá sẽ là 40.000 cho một quả như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít đa năng. Thì đây nó sẽ là một con tô vít như này, rất là tiện ích nhỉ. Đấy. Tô vít đa năng hay là tô vít vạn năng được. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái thân như này để các bác có thể lắp cho em cái quả pin vào đây, lắp vào pin vào đây để mình sử dụng cho em cái hệ thống đèn ở đằng trước này. Nó sẽ có cái đèn led đằng trước này, các bác lắp một cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đó là các bác sử dụng thôi. Còn ở đây thì nó sẽ là một cái dòng tô vít rất là đa di năng luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 cái múi và 4 cái hoa thị. Đấy, 4 cái tô vít dẹt và 4 cái hoa thị như này. Đó, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Rất là chắc chắn nhá. Đấy, vào đây nó sẽ có cho các bác một con đầu vít nhỏ này. Đầu vít nhỏ các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng được luôn. Đấy, có cả dẹt cả ba khe luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80k. Đó. Tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng. Tô vít vạn năng nhá. Vạn năng. Giá của nó sẽ là 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá. 80.000 cho một em tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác có thể sử dụng sửa chữa vặt hoặc là làm thợ làm nghề rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá. Tất của thương hiệu Nai như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đó là màu trắng và màu màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn như này. Hàng của thương hiệu Nai nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác sử dụng này. Đấy, ở đây thì một vỉ này của nó sẽ, một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. 1, 2, 3, 4, 5 đôi như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nai rất chất lượng cho bác luôn. Một hộp là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Giờ nó sẽ có cho các bác là màu ghi. Đấy, màu ghi và màu đen nhá. Màu ghi và màu đen. Đó, màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, màu trắng và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k cho một hộp bao gồm là 5 đôi nhá. 5 đôi. Các bác có thể lấy màu ghi hoặc màu trắng. Bên shop có hai màu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật giá sẽ là 30.000. Đấy, con này dung tích của nó từ 200 đến 300 ml các bác nhá. Có nắp đậy này các bác, có nắp đậy này. Rất là tiện. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, nắp đậy cực kỳ là kín luôn và rất tiện ích. Hàng inox 304, su 304. Dung tích của nó thì từ 200 đến 300 ml các bác dùng để đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một con khay inox này thôi. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Đấy, thì một cái rổ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi. Tức là nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ. Con nhỏ nhất thì khoảng là 20 cm. Đấy, 20-23 cm đây. Đấy, còn con to nhất này thì của nó sẽ là 35 cm nhá. Đấy, tức là nó sẽ theo đôi như này. Cứ một chậu một rổ, một chậu một rổ, giá sẽ là 90.000. Hàng nhựa của nó thì miễn bàn luôn các bác này. Đấy, nhựa của nó thì nó sẽ là nhựa Việt Nhật rồi. Miễn bàn quá nhá. Đấy, nhựa của nó thì các bác dùng thoải mái luôn, không bao giờ lo bị hỏng, bị gãy dập nhá. Nó là dòng nhựa mềm như này, dùng nó rất là thích các bác này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là rổ vuông, giá sẽ là 90.000 cho 3 đôi nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k trên 3 đôi như này. Thì cái này các bác sẽ dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết. Đấy, dàn hàng của nó là nhựa Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh. Cuối năm này thì các bác sử dụng cái chống giật nóng lạnh thì rất là nhiều luôn. Đấy, mùa này thì nó sẽ là các bác sử dụng thường xuyên bình nóng lạnh thì nên sử dụng con này cho em, cực kỳ là an toàn luôn.
Đấy, chống dẫn điện, chống giật cực kỳ là tốt luôn nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Con chống điện giật mình nóng lạnh, bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Tháo lắp rất là dễ dàng và an toàn luôn các bác nhá. Đấy, chuyên chống giật cho bình nóng lạnh cực kỳ là an toàn luôn. Thì các bác nên sử dụng nhá. Thâm quyến Trung Quốc, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm bởi một thiết bị quen. Cái app chống giật cũng sẽ nhảy. Đây các bác này, các bác chỉ cần lắp cho em là xong thôi. Đó, nó sẽ dùng cho bảo vệ cả gia đình tránh tai nạn xảy ra nếu do dị điện từ bình nóng lạnh. Đầu van vừa với mọi loại bình nóng lạnh trên thị trường rất cần thiết cho mọi nhà. Mọi người mua hàng ấn vào bên trái màn hình để đặt nhé. Lắp đặt rất là dễ dàng và an toàn luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Đấy, ngập tràn kho luôn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng V-Ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên với bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia giấy ăn các bác này. Giấy ăn thì bên shop bán theo bán theo combo nhá. Đấy thì nó sẽ là cái này bán thế nào nhỉ? 10.000. 10.000 một gói các bác nhá. 10 gói là 80.000 và các bác mua một thùng là 20 gói là 140 các bác nhá. 140. Đấy các bác lấy số lượng nhiều thì càng rẻ và cái này thì bên shop là bán là số lượng là nó sẽ là từ 2 gói trở lên nhá, từ 2 gói trở lên chứ còn một gói thì nó ít quá bên em không bán nhá. Đấy, chất giấy của nó này siêu dai luôn các bác này. Đấy, chất giấy của nó siêu dai luôn các bác thấy không? Đây, rất là dai giấy luôn nhá. Dùng nó rất là thích luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước rồi có cỗ có bàn rồi thịt gà, thịt cá các thứ nhá. Gà cá đều ok hết. Đấy, giấy của nó là giấy lụa cực kỳ là dai luôn. Giấy lụa rất là dai nhá. Đấy, giấy lụa rất là dai luôn. Một bịch này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Đó rất là nhiều luôn, các bác dùng thoải mái luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10k trên một bịch này nhá. 10k trên bịch này và bên shop là bán từ 20 chiếc trở lên nhá. Một bịch này của nó sẽ là 10k nhá, bán từ 10k và bán từ 2 bịch trở lên. Đấy xin lỗi các bác là em bán từ 2 bịch trở lên. Đấy còn các bác mua số lượng thì 10 bịch sẽ là bằng 80k này. 80k còn một thùng của nó, một thùng là 170.000, 140k nhá. Một thùng 140.000 là nó bằng 20 gói nhá, bằng 20 gói. Đấy còn bán lẻ thì sẽ là 10.000 một gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng về thì đủ màu cho các bác luôn nhá. Đủ màu xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu như này cho các bác này. Đấy, xanh đỏ tím vàng trắng đủ màu luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, Korea nhá, hàng của Korea của Hàn Quốc này. Đấy nó đang bán trong các hệ thống siêu thị là 36.000. 36.000 đồng nhá. Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng Korea Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán theo combo nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20k này, 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và các bác mua cả hộp này sẽ là 110.000. Cả hộp này là 110.000 là vào 30 cái này. 30 cái là sẽ là bằng 110k thôi. Các bác mua về dùng dần hoặc là phát cho các em nó hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn, rất là tiện. Đấy, 10 cái là sẽ là bằng 40k nhá. Đấy, còn mua 4 cái là bằng 20k. Đấy, còn một thùng hộp này là sẽ là 110.000 cho 30 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn măng sông nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác cho dầu vào đây để mình đốt này. Đấy, đây cái này là chỉnh bấc này. Đấy, con này sẽ là 130.000 và các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, lấy cái này nó hơi chặt, các bác lấy cái kìm xoáy ra giúp cho em, xoáy cái này ra đổ dầu vào đây. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đề co trang trí này hoặc là đề phòng khi mất điện thì mình đốt dầu ma rút đấy, hoặc là các bác để trên ban thờ này đọc kinh lễ lại các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Đèn dầu con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy, các bác lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 30k nhá, 130.000 nhá. 130k cho một con đèn dầu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo ba món này. Đấy, rất là cao cấp cho các bác luôn. Combo cho các bác là 3 chiếc như này, bao gồm cho các bác là một cái nạo này thì nó sẽ có cho các bác là một phần nạo vỏ này, một nạo vỏ, một nạo sợi nhá. Đó. Và tiếp theo là con này thì nó sẽ là một cái nạo ngang như này, thì nó sẽ là một cái nạo vỏ kèm theo cái phần để các bác ngoáy cái phần sâu này. Tiếp theo là một cái phần để các bác nhổ lông gà, lông cá này hoặc là làm lòng gà, lòng cá. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm là 3 món.
3 món như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Bây giờ các bác ra ngoài chợ mà mua một cái nạo đều bình thường thôi cũng đã phải mất đi tầm khoảng là đi 20-25.000 rồi. Thế mà đây một combo cho các bác 3 cái món, một bộ 3 cái món nạo Nhật đẹp như này mà giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên cho em là nạo 3 món nhá. Đấy, lên cho em là nạo 3 món. Nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia máy sấy giày nhá. Các bác lên cho em là máy sấy giày. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 đây, mình sẽ làm con máy sấy giày rất là ngon này các bác này. Đấy. Con này thì về mình chỉ cần là ngửa cái này lên, sau đó thì mình cắm điện vào. Đây, cắm điện trực tiếp điện 220 vào cho em. Đây con này thì điện 220V 50Hz này. Đấy. Và các bác chuyên dùng thì mình sấy giày rất là ok luôn nhá. Đấy. Nó có cái nút này, nó sẽ là điều chỉnh cho các bác chiết áp này. Đấy, điều chỉnh chiết áp ở đây nhá. Các bác có thể là để 30 phút này, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Mùa đông này thì các bác dùng giày dùng dép nhiều thì các bác dùng con này mình sấy đi, đó là ok luôn nhá. Đấy, chuyên dùng để sấy giày sấy dép rất là ok luôn. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày nhá. Con này thì sẽ là 195.000 cho con máy sấy giày như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì công suất của nó sẽ là power của nó là 1500W này, 2,5 lít và sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Đó, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá, Cuckoo của Hàn Quốc. Đấy, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000 trong con ấm như này, rất đẹp các bác này. Đấy, bên trong inox sáng bóng này. Đấy, bên ngoài của nó là nhựa chống nóng nhá. Dung tích cực khủng luôn, 2,5 lít tha hồ thoải mái các bác sử dụng đây. Đấy. Công suất 1500W, điện 220V. Đấy và 50Hz, 2,5 lít nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130k. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái hộp đựng chè inox nhá, hộp đựng chè inox. Thì lô này về nó sẽ có màu đỏ và màu vàng gold này, cực kỳ là đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng gold cực kỳ đẹp luôn. Dòng này thì nó sẽ là dòng bên em có cả dòng 2 lạng và dòng 4 lạng nhá. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng này. Đấy, 4 lạng chè. Giá là 130.000. Nắp có giòn nhá, nắp có giòn như này. Các bác đựng trà, đựng cà phê, đựng lạc, đựng vừng, đựng muối, đựng các loại đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Một cái con bình trà inox như này, lên cho em là bình trà inox nhá, bình trà inox. Bình trà inox này, bình trà inox giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi cho cái con 4 lạng nhá. Đấy, bình trà 4 lạng, inox 4 lạng nhá, 4 lạng. Giá của nó sẽ là 130.000. Còn có con 2 lạng thì nó sẽ nhỏ hơn, giá sẽ là 90.000 luôn nhá. 2 lạng nhỏ hơn 90.000. Nó cũng easy fork như này luôn nhá, easy fork như này luôn. Đấy, hàng của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Inox 304 rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy thôi. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm của Hàn Quốc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất là to luôn các bạn, khăn to đẹp này, khăn to đẹp. Và một cái khăn như này của nó thì nó sẽ có cho các bác là lẫn màu như này, lẫn màu này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, khăn to đẹp. Kích thước của nó là một chiều là 70 và một chiều là 1m4 nhá. Một chiều 70, một chiều 1m4. Đấy. Kích thước một chiều 70, một chiều 1m4. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái khăn tắm như này giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. Không có ở đâu bán giá rẻ như này đâu các bạn. Các bác mua một cái khăn mặt bình thường bây giờ cũng đã mất vài chục rồi, 20 đến 30.000 rồi. Đấy, mà đây một cái khăn tắm to đẹp như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm nhá, 140cm. Rất là to luôn. 40.000, không thể tin nổi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy bàn là mini nhá, công suất của nó là 700W này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con bàn là mini như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135.000 cho con bàn là mini như này các bác này. Đấy, của thương hiệu Socani các bác này. Đấy. Con này thì có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh chiết áp cho các bác luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, thứ hai là nó sẽ có cho các bác là hơi nước luôn. Các bác chỉ cần tháo cái nắp này ra, cho hơi nước vào đây, đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì mình nhấp là nước nó sẽ ra, nhấp vào đây là nước nó sẽ ra nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý rồi. Đấy, và gấp gọn được. Đấy, con này các bác có thể dùng để mang đi du lịch này,
đi học đi làm hoặc là đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn. Giá thì mâm của nó thì dày, nóng nhanh. Giá thì chỉ có 135.000 thôi. Lên cho em là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cặp của học sinh nhá. Đấy, cặp sách học sinh như này. Thì các bác có thể dùng để làm quà cho con em nhà mình. Đấy. Khi mà các em nó đến trường thì các bác. Đấy, cái này nó sẽ là cái dòng cặp mới tinh, cặp chống gù lưng của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cặp chống gù lưng của Nhật. Đấy, một con cặp như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Đấy, một con cặp chống gù lưng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó rất là to. Và đây của nó thì nó sẽ có hai cái phần lót như này để các bác em nó đi học nó khoác nó sẽ không bị gù lưng nhá. Đấy, cặp chống gù lưng. Và bên hông này thì nó sẽ có cho các bác là cái ngăn để các em nó để chai nước đựng đồ này. Đấy, và đây nó sẽ có một cái ngăn nhỏ này, tiếp theo là một ngăn lớn này. Đấy, một ngăn lớn như này. Và tiếp theo là cái nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này nhá, một cái hình hộp vuông như này thì đựng được khá là nhiều sách và rất là đẹp các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó rất là hợp lý nhá. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp em đó là cặp sách chống gù lưng nhá, giá sẽ là 130.000. đó, lên cho em là cặp chống gù lưng 130k cho một con cặp chống gù lưng nhá. Cặp chống gù lưng đó, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một em cặp như này thôi, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọ nước hoa khách sạn nhá. Đấy, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn để nó đề co trang trí và giúp làm thơm luôn nhá, giúp làm thơm luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp vào cho em này. Đấy, sau đó thì mình đeo cái nơ này vào này, nó sẵn cho các bác một cái nơ này luôn, và các bác rút cái bấc này ra. Đấy, rút cái bấc này ra, các bác cắm vào cái lọ này cho em, cắm cái lọ này là cái bấc này nó sẽ truyền cái hương tinh dầu thơm này ra, rất là thơm luôn, và các bác có thể sử dụng khá là lâu luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn nhá, cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn. Đây, hotel quá này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá thì chỉ có 30k thôi. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác sản phẩm đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật, rất là đẹp luôn. Bên Nhật thì nó sử dụng để cho quân đội của nó các bác nhá, để cho quân đội của nó. Chất của nó thì chất dù cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Đây là cái quai của nó này, quai của nó đây. Và võng của nó thì nó khá là dày dẫn và chắc chắn nhá, khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con võng dù như này. Đấy, cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Đấy, và cái chiều banh này của nó thì vào khoảng 80cm. Đấy, rất to, rộng rãi và đẹp luôn. Một cái con võng dù như này mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn bắp tay một tí thôi. Rất là nhỏ gọn luôn. Lưới của nó sẽ là vải dù nhá, vải dù thoáng khí, dệt 4D nhá, dệt 4D thoáng khí. Các bác làm thì rất thoáng luôn. Các bác có thể mắc lên gốc cây này hoặc là có võng sẵn, có khung sẵn thì về mình đeo vào. Đấy, rất là đẹp, màu sắc thì sạch sẽ, đẹp, nhẹ nhàng và trang nhã nhá. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là thanh lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi một cái võng dù quân đội Nhật như này, giá chỉ có 90.000 thôi, 90k nhá. Lên cho em là võng dù quân đội Nhật, giá của nó sẽ là 90k cho mình em võng dù quân đội Nhật như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé.
Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán để treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về giá. Giá thì chỉ có 20.000 cho một tiếp thôi nhá, và 50.000 ba tiếp. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam vào đây cho em là xong, cho tam vào đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Qua lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chưa. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 các bác nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này, pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn. Bật lên này, có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm ăn nước, decor trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi, nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 120k nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa di năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho các bác sẽ là 20k trên bằng 3 cái nhá. Và
60k trên 10 cái, 60k là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên cho là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10, một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được. Tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy, thì nó sẽ có cái dây giãn ra như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này, phòng ban thờ, rồi trang trí đề co cũng rất là đẹp luôn. Nó sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng, giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò gà trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò gà như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ, 50.000 này. 50.000 cho một con khò gà trắng như này nhá. Giá sẽ là 50k. Con này thì các bác dùng để mình khò gà, rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò gà như này, giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò gà trắng, giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi, lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 x 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng kem cả năm luôn, rất tiện ích. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc con này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi, các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về các mã hàng. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn, hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái massage chân các bác nhé. Đấy. Cái này các bác gọi là massage chân được mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này.
và nó sử dụng bằng cả là bằng điện và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy, nút màu đỏ này là nút bật nguồn này, à nút dấu cộng này, nút bật nguồn, nút dấu trừ này, nút tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây chị em, lắp vào hai cái mắt này. Và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thảm massage, massage chân thôi, massage chân này. Massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy Foot Massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy Foot Massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân, kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ, mạ chrome, sáng bóng đẹp, vừa bền đẹp, vừa chắc chắn. Và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 cho một bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 rồi các nhá. Đấy mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Đó. Các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn, lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120-150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái LED pháo hoa nhá. LED pháo hoa. Đây, đấy. Nó rất là đẹp luôn. Các bác lắp đặt thì rất là dễ dàng. Và giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180k cho một bộ LED pháo hoa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Lắp lên nó sẽ như này này. Rất đẹp luôn, nói theo. Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ LED pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy. Rất tuyệt vời luôn nha. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nha. Ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 1 2 3 4 5 mũi như này. Một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 5 mũi khoan đa năng đen như này. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Hộp 5 mũi khoan đa năng đen rất là tiện ích luôn. Mũi khế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường. Giá thì sẽ là 110k nhé, 110.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? Chị
Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ xa bôi trĩ, các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem trĩ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k. Cái này thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ xa bố trĩ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Đấy. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhá. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhé. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhé. Bằng đất nung. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, 6 cái chén như này các bác này. Đấy, đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này. Bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn. Và có cả bình đựng chè luôn nhé. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá, có cả bình đựng chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó, ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này, rất tiện ích luôn. Đầy đủ khăn rồi giấy lau này, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn, hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây. Made in Korea này. Made in Korea. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy. Đây. Đấy, chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá, kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu. Cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy thì hàng không có niêm phong đâu, không nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong các bác nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, made in Korea nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000, hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà. Đấy. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhá, không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con bình như này. Đó, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Giá sẽ là 15k. 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Đó, con này thì rất tiện ích các bạn. Các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó.
bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu, nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái dòng dầu gội đầu của thương hiệu Clear nhá. Dầu gội đầu của thương hiệu Clear. Dòng này thì nó sẽ là của thương hiệu Unilever này. Đấy, Unilever đây các bác này. Đấy, logo của Unilever đây, hàng chính hãng luôn nha, và sản xuất ở Thái Lan luôn, hàng sản xuất ở Bangkok Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan. Hàng này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu xanh và màu trắng này, màu xanh và màu trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy 90k, đấy 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua thì nó sẽ là vào khoảng là 150-150, mà hàng chỉ là hàng sản xuất ở Việt Nam thôi. Còn hàng này hàng sản xuất của Thái Lan thì các bác biết rồi, hàng của Thái Lan là nó cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này nhá. Đấy, dung tích của nó thì nó vào khoảng là gần nửa lít, 450ml này. Đấy, gần một nửa lít luôn. Đấy, lên mã xem là dầu gội đầu Clear. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm dung dịch nhá. Giá sẽ là 30.000. Con này thì các bác chỉ cần lắp đầu dây này vào, sau đó thì mình dùng để bơm hút nước này, hút nước, hút dầu, hút mỡ rồi rượu, chè rồi nói chung là các loại nước là các bác hút được hết nhá. Bơm dung dịch. Giá sẽ là 30k cho một cái bộ bơm dung dịch này các bác nhá. 30.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Da bò Mỹ thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu màu nâu và màu đen nhá. Màu nâu và màu đen. Mặt thì nó sẽ là như nhau thôi. Mặt hàng mặt đúc liền thân nhá. Mặt đúc liền thân như này. Rất là đẹp luôn nhá. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Đấy, mặt thì nó sẽ là mặt đúc liền như này các bác này. Mặt đúc liền như này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì sẽ là 190.000. Chất liệu là da bò tự nhiên. Con này thì nó sẽ là da nguyên miếng nhá, da bò nguyên miếng thôi, da bò nguyên miếng tự nhiên luôn. Em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa khò ga ra mình đốt thoải mái cho em luôn nhá. Đốt nó chỉ có sun mà thôi chứ không bao giờ nó cháy nhá. Đấy. Và con này của nó thì nó cũng là dòng da tự nhiên cho nên là cắt theo miếng này. Đây nhá, em sẽ đo cho các bác xem. Nó sẽ có cái dài cái ngắn và độ dài của nó thì thấp nhất là khoảng 1m1 và dài nhất nó sẽ khoảng 1m3. Đấy đây. Đấy, hai cái này nó sẽ có cái độ dài ngắn khác nhau như này các bác này. Đấy. Thì cơ bản thì nó đều là từ khoảng 1m1 đến 1m3 nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ đây. Hàng của Mỹ này, made in USA nhá. Đấy, made in USA các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, made in USA. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Thắt lưng da bò nha, lên cho em thắt lưng da bò. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu, và mặt của nó là mặt đúc liền nguyên khối như này, và hàng con lăn rất là dễ sử dụng luôn, hàng con lăn như này rất là dễ sử dụng và tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu như này. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng cũng là hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn nhá, 100% da bò đây. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Các bác cứ dùng máy lửa mình đốt thoải mái cho em, nhưng tránh đốt vào cái phần chỉ khâu này là được. Giá thì chỉ có cho bác là 120.000 thôi. Đấy, thắt lưng thì sẽ là 190.000 nhá. Thắt lưng 190k. Đấy, còn ví thì sẽ là 120k. Đấy, 120.000 nhá. Ví là 120.000. Đấy, các bác lấy thắt lưng thì lấy, mà lấy ví thì lấy, mà lấy combo cũng được. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ này thì nó sẽ combo cho bác là khoảng từ 30 đến 35 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản thấp nhất là nó sẽ có cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái đấy, có cho các bác là bộ 30 lưỡi luôn. 30 lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem như này. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và khoảng 30 lưỡi. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần trong quanh năm luôn. Đó, một cái hộp kem như này là các bác massage mình cạo cho nó khỏi bị rát này. Đấy, cho nó trơn tru này. Đấy, và lưỡi của nó là lưỡi kép như này nhá. Lưỡi kép như này. Thì combo cho các bác luôn, 30 lưỡi này, 30 lưỡi một bàn cạo. Đấy, khoảng 30 lưỡi một bàn cạo, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60.000. Tha hồ thoải mái cho các bác dùng dần quanh năm ngày tháng luôn nhá. Đấy, dùng dần cho em quanh năm ngày tháng mới hết nhá. Đấy, quanh năm ngày tháng mới hết luôn. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem, cả lưỡi cả kem luôn, cả lưỡi cả kem và bàn cạo luôn, giá sẽ là 60k nhá. 60.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm của Thái Lan, đó là kẹo chuột Thái Lan nhé. Lên mã giúp cho em là kẹo chuột Thái Lan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã như này, giá của nó sẽ là cái mã này của nó, giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, 30.000. Hàng này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Con này dùng siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi các nhá. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì rất là tốt, chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột thế này thôi. Dùng rất là tiện ích luôn. 30k nhá. 30k cho một lọ kẹo chuột này. Dùng rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình diệt chuột to, chuột nhỏ, chuột nhà, chuột đồng đều được hết nhá. Các bác chỉ cần giải ra thôi. Đấy, cái màu của nó là màu hồng nhá, nó sẽ thu hút con chuột mà nó kéo cả đàn lên ăn luôn, chết cả đàn luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ là nhiều màu như này. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, nam nữ đều đi được cả nhá. Và dép này nó có cái độ giãn nhá, độ giãn cho nên là các bác đi trong nhà rất là ok. Giá sẽ là 35k nhá. Mùa đông này các bác mua lấy 4-5 đôi này cho mỗi người một đôi, để mình đi trong nhà mỗi người một màu, em sẽ nhặt đủ màu cho các bác luôn. Đó, thì các bác dùng để đi trong nhà, thứ nhất là ấm chân này, có thể thay tất được luôn. Đấy, chất liệu của nó là nhung, nhung này rất là ấm luôn nhá. Đấy, và cái này của nó là bằng xốp nhá, rất là nhẹ, bằng xốp rất là nhẹ và nó khâu dán rất là kỹ luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi. 35k. Lên mã giúp cho em là dép đi trong nhà. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái băng keo trong nhá. Băng keo trong hai mặt này. Con này thì các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này rồi dán các loại vật thể khác đều ok hết. Giá sẽ là 25k cho một quận như này. Chiều dài của nó khoảng 5m và bản của nó là 2cm. Các bác bóc ra nó băng keo trong này, các bác có thể dán lên nền gạch này, nền đá hoa này, nói chung là dán đa chức năng được luôn. Đấy, để mình dán ổ điện hoặc dán các cái vật thể hoặc là ổ wifi các thứ, hoặc là các cái vật thể nào mình cần dán lên tường thì mình dán lên cho em. Bóc ra dán vào rất là tiện ích luôn. 25.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy tóc của thương hiệu Philips này. Công suất của nó là 3000W. Con này chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó, gió rất là mạnh. Đấy, con này thì chức năng của nó chính là sấy tóc nhá. Chức năng chính của nó là sấy tóc, nóng rất là nhanh luôn và sấy rất là ngon. Đấy, có hai cấp độ, một cấp độ gió và một cấp độ nóng này. Đó, gió mạnh và nóng mạnh nhá. Đấy, cắm điện cực kỳ là ngon, sử dụng điện 220V. Đấy, công suất là 3000W, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái con máy sấy tóc Philips này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Đây nó sẽ là một con cốc rất là tiện ích như này. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trực tiếp để mình pha trà, pha cà phê, pha các loại ngũ cốc đều ok hết nhá. Về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ vào là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích. Ở đây nó có hạt natrium từ trường này. Các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 9k thôi. Lên mã giúp cho em là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000. Đó, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con một cốc tự khuấy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành nhá. 50 cành thôi. Đấy. Nắp của nó sẽ là nắp như này, rất là ngon này con này. Và bộ của nó là 5 khay, khay to nhất đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 18cm nhá. Khay to nhất đường kính là 18cm các bạn. To nhất là đường kính 18cm. Em gọi là siêu mỏng thôi nhưng mà nó cũng khá là dày dẫn và cứng cáp nhá. Đấy, khá là dày dẫn và cứng cáp này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Các bác có thể dùng đây, đậy nắp này. Đấy, đậy nắp này rất là tiện này. Đấy, đây là con này to nhất này. Ngoài ra thì con nào cũng có nắp hết. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, chế biến đồ ăn các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bỏ tủ lạnh đều rất là ok nhá. Em gọi là hàng siêu mỏng tại vì nó cũng vừa, không dày quá cho nên các bác mua các bác cũng yên tâm. Không đến lúc các bác lại chê đến thì các bác chê mỏng thì nó mất công. Giá thì rất là hợp lý rồi, chỉ có 50 cành thôi. Đấy, lên xem là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhé. 50.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sản phẩm giấy lau giày các bác. Đây, một bịch của nó thì nó sẽ là 30 tờ. Đấy, theo như mặc định đây thì là 30 tờ. Còn đấy, về nhà các bác chỉ việc là bóc ra cho em này. Sau đó mình lấy cái tờ giấy này ra này. Lấy tờ giấy này ra. Đó, mình có thể là lau giày, lau dép, lau bàn, lau ghế đều được hết nhá. Đặc biệt là các bác lau về phần kính thì rất là sạch luôn.
Và đây em sẽ mô phỏng trực quan sinh động luôn nhá. Đấy, đây là cái chiếc dép của em nó rất là bẩn này. Đấy, dép của em nó rất là bẩn nhá. Các bác có thể quan sát trước và sau nhá. Đó, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó. Mình lấy anh cái gì à? Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó, đây. Thì cái này của nó thì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông, xà phòng rồi là các cái chất tẩy rửa để nó giúp làm sạch thôi nhá. Đấy. Thế đây em sẽ đánh đi này, đánh đi. Đánh đi đấy, cái dép của em nó rất là bẩn luôn. Đó. Thì em sẽ đánh sạch đi cho các bác xem. Đấy. Các bác chỉ cần là đánh đi như này. Nếu mà cái nào mà nó bẩn quá thì các bác để một lúc nhá, để một lúc cho cái xà bông này nó ngấm vào, nó ngấm vào sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok. Đấy, các bác cứ để cho cái xà bông nó ngấm vào. Đấy, đây. Các bác quan sát này. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, em mới đánh qua thôi mà nó cũng đã sạch đi rất là nhiều rồi. Đấy, so với bên này nhá, bên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì đây, hai chiếc dép đây. Đấy, các bác thấy không? Đánh đi cái sạch đi rất là nhiều luôn. Đấy, đôi dép than tổ ong huyền thoại của em nhá. Đấy. Đôi dép than tổ ong màu cam huyền thoại bi tít nghìn lỗ các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn. Thì con này thì bên shop đang bán với bác cái giá đó là 20k nhá, 20k. Lên cho em là giấy lau giày nhá, 20.000. Và bên shop bán combo là 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch bằng 50.000. Giá rất tốt cho các bác luôn. Nên mã giúp cho em là giấy lau giày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì hai chức năng, vừa làm đèn ngủ vừa là để đuổi muỗi được luôn, rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi này nhá, 45k. Đó, vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bạt kích thước chiều ngang của nó thì sẽ là 1m và chiều dài là 2m nhé. Đấy, chiều dài là 2m, hơn 2m một chút. Và chiều ngang là 1m. Đấy, rất là rộng luôn. Chiều ngang là 1m nhưng mà nó sẽ có cái lòng ở giữa như này các bác này. Đấy. Đấy, khi các bác giở ra thì nó sẽ như này, thì nói chung là nó sẽ là hai chiều, nó đều là 2m hết nhé. Đều là 2m hết, rất là to luôn. Thì các bác phủ một con xe SH là xe to cũng rất vừa luôn. Đấy, kể cả xe SH to cũng vừa nhá. Rồi các cái dòng xe nhỏ, xe đạp điện đều vừa hết. Thì dòng này của nó sẽ là 50.000. Và nó sẽ là vải bạc nhé. Vải bạc cho nên nó rất là bền. Nó là dòng vải bạc và có tráng ni lông. Có tráng ni lông cho nên là vừa chống nước vừa bền đẹp chắc chắn nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 50.000 nhé. 50.000 cho một cái bạc phủ xe như này. Hàng to, rộng rãi, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Thì các bác có thể là phủ lên xe đạp này, xe máy này, hoặc xe đạp điện này, hoặc là các bác xe cộ mình để trong nhà, hoặc là các bác dùng mình đi làm thì mình cũng cho vào được hết các bác nhá. Đấy, cũng sử dụng được hết, nó rất là tiện. Và giá thì shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 nhá. À 50.000. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe này, đó. Bạt phủ xe. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Em các bác, đây các bác này, mua hàng xem tham khảo đặt hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua cho em anh em nhé. Đấy. Đó, một con bạt phủ xe. Chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhé. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhé. Một con xe số nhá. Xe số, xe ga, nói chung là chơi được hết anh em nhá. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Con này gấp vào nó rất là nhỏ gọn thì anh em dùng nó rất là tiện nhé. Đây nhá anh em nhá, nhấp gấp vào nó sẽ rất nhỏ gọn như này anh em này. Nhỏ gọn như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái súng massage qua nhá. Đấy, các bác lên cho em là súng massage. Nó là hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên là bên em gọi nó là súng massage nhá. Súng thư giãn. Súng thư giãn các bác nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn này. Giá là 170k thôi. 170k cho một em súng thư giãn như này.
Em này thì rất là tiện. Hàng thì nó sẽ là hàng có 6 chế độ và có 4 đầu rung nhá. 4 đầu rung các bạn. Đấy, có 4 đầu rung như này. Khi các bác về sử dụng thì nhấp lì cho nhá. Đấy, nhấp lì sau đó thì tăng cấp độ đây, sẽ có 6 cấp độ rung. Đấy các bác thấy không? Rung này. Ghê chưa? Rung rất là mạnh nhá. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rung dày luôn. Đó thì con này về các bác có thể dùng để massage cổ vai gáy, các bắp tay bắp chân, nói chung là đều được hết nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 170.000 thôi. Kèm cho các bác là một củ sạc này, động cơ là động cơ dây đồng không chổi than, rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, dây đồng không chổi than, có kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác dùng để massage cổ vai gáy, bắp tay bắp chân đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao này. Đấy, con dao chặt đây, hàng của Nhật, thương hiệu Seki. Đấy, đây, thương hiệu Seki này. Con này thì nó sẽ nặng khoảng, đặt lên cân cho anh chị, lên. Cứ đặt đi, chứ bi đi rồi. Con này thì nó nặng khoảng 7 lạng các bác nhá. Đấy, nó nặng khoảng 6-7 lạng, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đấy, Made in Japan. Chữ này của nó là chữ Made in Japan, hàng của Nhật đấy nhá, chữ Made in Japan này. Đấy, con này nặng khoảng 6-7 lạng. Con này thì chặt cực kỳ đàm tay luôn. Dày thì nó vào khoảng là 4-5 ly nhá, 4-5 ly, khá là dày luôn đấy các bác. Đấy, con này thì chắc khoảng 5 ly, rất dày luôn. Thì các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá, lên cho em là dao chặt gỗ. Chặt gỗ, cán nó bằng gỗ nên em gọi nó là dao chặt gỗ này. Chốt 3 đinh như này. Giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho con dao chặt gỗ, hàng của thương hiệu Seki như này. Logo của hãng đây. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hàng nội địa của Nhật này, Made in Japan này. Đó, một thân kéo như này, một cái dây để các bác kéo này, một lưỡi cưa nhá, một lưỡi cưa luôn. Lên cho em là kéo cành trên cao, giá thì chỉ có 130.000 thôi. Giá rất rẻ các bạn, một cái kéo to đẹp như này mà giá chỉ 130.000 thôi. Về nhà các bác cho cán sắt, cán gỗ, cán inox vào đây đều được hết nhá. Đấy, đây em sẽ có video thực. Đây các bác nhá, đấy về nhà các bác lắp cho em cái xào vào này. Xào gỗ hoặc là bằng sắt hoặc là bằng tre đều được hết. Đấy, đưa lên mình cắt này rất là ngon luôn. Các cái cây cành trên cao các bác cắt nó rất là tiện, đừng các bác đừng trèo lên cây rất là mất an toàn nhá. Đấy, mình thích cắt tỉa cây thì mình chỉ cần lắp vào như này là cắt tỉa thôi. Lắp đặt dễ dàng, dùng cực kỳ là ngon và kéo lực đẩy rất là tốt nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đây nó sẽ là một con cân rất là tiện ích này, hàng nội địa của Nhật nhá. Kính cường lực, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào cho em này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái con cân sức khỏe này thôi. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 100.000 nhá. Cân được tổng là 180 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình bật lên là mình sử dụng thôi. Đấy, bật lên là mình sử dụng cho em nhá. Đây, em sẽ cân test thử cho các bác xem luôn. Đó, con này nó có cả cập nhật nhiệt độ luôn đấy các bác này. Đấy, cập nhật nhiệt độ đang là 22 độ C này. Đấy, cân được 180 cân tổng thể nhá. Cân nặng của chủ shop hôm nay đang là 67 cân. 67 cân các bác nhá. Đấy, 67 cân so với bình thường là em cũng đang giảm được khoảng gần 2 cân các bác nhá. Đấy, 67 kg các bác nhá. Đó, giá thì sẽ là 100.000. 100.000 cho con cân sức khỏe như này. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn. Có cả cập nhật nhiệt độ luôn. Cân được tổng là 180 cân. Đấy, tổng là 180 cân. Và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Có cả cập nhật nhiệt độ cho các bác này. Đấy, nhiệt độ này rất tiện ích luôn nhá. Pin thì rất là bền, các bác lắp một đôi pin này dùng cho em 1-2 năm thoải mái. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Đây nó sẽ là một con đèn cao cấp nha, hàng của thương hiệu Japan các này, Polit Made in Japan. Đó, thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái đèn sáng ở bên hông này. Đấy, rồi chế độ nhấp nháy cảnh báo này, rồi đèn sáng đằng trước này. Các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ chuyển nhá. Có cho các bác một cáp sạc này, rồi có cho các bác chế độ phá kính này, chế độ cắt dây này. Đấy, rồi rất là nhiều các cái chế độ khác nữa các bác nhá. Đó, rồi có chế độ cho các bác là
còi hú này, đấy, rồi la bàn này, còi hú này, la bàn này, nói chung là rất là nhiều chức năng luôn. Mà con này thì giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này, có cả tấm pin năng lượng mặt trời đây, pin đang sạc đang đẹp xanh như này. Đấy, dây đeo, dây giếc đàng hoàng. Nói chung là con này nó sẽ là một con đèn đa di năng và rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc anh em làm thợ làm nghề, hoặc là các bác đi xe đi cộ, có rất là tiện, có chức năng phá kính luôn. Giá sẽ là 180k. Lên cho em là đèn cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này, cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180.000 một con như này, rất ok cho các bác sử dụng luôn.